chúng niệm Phật. Nam mô Tát Sa
thì bà ấy biết rằng là cái bào thai này lớn lên sinh ra sẽ là một hoàng tử mà lớn lên sẽ là vua, cho nên cái điều đó bảo vệ cái bào thai rất là quan trọng. Và bà sẽ đem hết cái khả năng của mình ra để bảo vệ cái thai nhi. Đấy là bà tránh cung hoàng hậu bảo vệ cái thai của một vị vua chuyển luôn thánh vương như thế nào. Thì một thiền sinh khi mình hành thiền mà nó có được nimitta rồi, nó có được ánh sáng rồi, thì mình phải bảo vệ nó cũng như vậy. Bảo vệ cái đấy nó gọi là cái thánh thai, tức là nó là cái ấn chứng của cái con đường để đi vào giải thoát, cái con đường để chứng đắc các thánh quả. Thì nó cũng bắt đầu từ cái sự mà mình tu mà nó có cái bắt đầu nó có cái đặc định. Thế thì mình phải bảo vệ, giữ gìn, thì mình phải dùng nhiều cái phương tiện để mà duy trì cái ánh sáng nimitta đó. Muốn duy trì được nó thì mình cần phải có một trụ xứ thích hợp, tức là muốn duy trì được nó mình phải ở độc cư một mình, ở đông người là nó mất, thời tiết thích hợp, thức ăn thích hợp, lời nói thích hợp, thân cận những người thích hợp. Nếu mà mình làm được những cái điều đấy thì mình sẽ giữ được cái nimitta đó, duy trì được cái nimitta đấy. Và duy trì được nimitta đấy thì cái cơ hội của mình đắc thiền nó sẽ có, mình sẽ đắc thiền. Thế bây giờ khi mà mình đã duy trì được cái nimitta đấy rồi, bây giờ mình muốn đắc thiền thì bắt đầu mình cần phải tu tập. Muốn đắc thiền thì bắt đầu mình cần phải dùng các cái thiện xảo. Có những người đắc thiền nó rất là dễ dàng. Cái sự thực hành thiền nó sẽ có 3 giai đoạn khó khăn. Thứ nhất là từ cái giai đoạn một người tập trung vào hơi thở mà có được ánh sáng. Đấy là một sự cái bước khó khăn đầu tiên. Có thể là có những người tu một ngày đã có ánh sáng, có những người phải tu cả một tháng mới có những người phải ngồi cả một năm mới có, mà có người phải 10 năm mới có, 20 năm mới có, thậm chí có người hành suốt đời vẫn không có. Vì vậy cho nên là bắt đầu cái người tu có được ánh sáng đấy là đã là một cái bước thành công đầu tiên rồi. Nhưng mà trong số rất nhiều người tu mới có một ít người có ánh sáng, và trong số rất nhiều người có ánh sáng thì mới có một ít người có thể đắc được các tầng thiền. Có ánh sáng rồi cần phải làm sao phát triển, duy trì và phát triển để làm cho nó đắc thiền được. Thì có những người ta cũng chỉ một vài ngày người ta đã đắc thiền, có những người một vài tháng mới đắc thiền, có những người một vài năm mới đắc thiền, có những người phải mấy chục năm mới đắc thiền. Thì nó lại còn tùy thuộc vào cái ba la mật và cái thiện xảo của cái người đó. Người thực hành thiện xảo trên cái hơi thở vào ra, một cái có cái sự chú tâm thiện xảo trên hơi thở vào ra thì nó rất là nhanh đắc định và nó sẽ xuất hiện nimitta. Khi nó xuất hiện nimitta rồi, cái người đó thiện xảo trên cái sự chú tâm trên nimitta thì nó sẽ đắc thiền. Đấy là cái bước thứ hai để chứng đắc được thiền. Và cái bước thứ ba nữa là đương vào cái tầng thiền đấy mình tu tập phát triển trí tuệ và đi đến chứng đắc đạo quả. Đấy, thì nó có ba cái con đường như vậy. Tu tập trên hơi thở làm sao để phát triển được thành nó có được nimitta. Đấy, bước thứ hai nữa là làm sao phát triển từ nimitta mà nó đắc được các tầng thiền. Đấy, bước thứ ba là khi đắc thiền rồi thì mình cố gắng làm sao tu tập cho nó chứng đắc đạo quả niết bàn, chứng đắc các thánh quả để quan. Nó có ba cái bước khó khăn như vậy. Thì bây giờ cái hôm trước mình đã học về cái phần chú tâm hơi thở đó, làm sao để có nimitta này. Bây giờ làm sao để đắc thiền, thực hành làm sao để cho nó đắc thiền nữa. Tập thiền sao cho nó đắc, 10 thiện xảo để đắc thiền. Đắc thiền thì giờ mình phải áp dụng các cái thiện xảo khéo léo thực hành, khéo léo vận dụng thì nó sẽ đắc thiền. Cái thứ nhất, cái thiện xảo thứ nhất làm sạch nội ngoại xứ. Nội ngoại xứ tức là bây giờ mình phải vệ sinh thân thể. Nội xứ đó là cắt bỏ râu tóc, móng tay móng chân, vệ sinh thân thể sạch sẽ. Ví dụ quần áo nó có dơ bẩn thì giặt sẽ, dù cho nó sạch sẽ, nó có rách rưới thì may vá lại cho nó lành lặn. Đầu óc tóc tai mà nó rối bù thì mình cắt cạo hết nó đi, bỏ phăng hết nó đi để nó đỡ vướng bận. Đôi khi mình ngồi thiền mà mồ hôi nó ra, tóc nó bết lại, nó bốc mùi, nó hôi hám, nó ngứa, mình chịu không được. Thế thì tốt nhất là cứ cạo trọc đầu đi là nó sạch sẽ nhất, dễ hành thiền nhất.
móng tay móng chân vậy mà để dài ấy, là bắt đầu nó cáu có bẩn vào trong đấy, thì nó sẽ rất là khó chịu. Cho nên là mình phải làm sạch cái nội xứ, cái thân thể của mình, làm sạch cái ngoại xứ, dọn dẹp nhà cửa, phòng xá, vệ sinh cho nó sạch sẽ. Cái mình ở cái nơi mà nó tù đọng, nó hôi hắm, nó hôi thối đấy, nó cũng sẽ ảnh hưởng, làm cho cái tâm của mình nó làm cho cái tâm của mình nó cũng mất cái thanh tịnh, nó cũng nhăn nhó khó chịu. Cho nên là phải có một cái không gian nó thanh tịnh thì mình, cái người nào ở cái nơi mà nó thoáng mát, nó sạch sẽ đấy, thì là nó cái tâm nó cũng dễ định. Ở cái nơi hôi hắm là cái tâm nó cũng sẽ bất an. Đấy là làm sạch nội ngoại xứ. Hai là quân bình các căn. Thì để quân bình các căn, căn ở đây là nó có cái căn tính ấy. Căn thuộc về căn tính ấy. À, ví dụ như là cái đức tin này, gọi là tín, sự tinh tấn, tinh cần, chánh niệm, định và tuệ. Đây là gọi là năm cái tâm lý, năm cái trạng thái tâm này là phải được quân bình. Ví dụ như là tín là cái niềm tin. Ví dụ như mình niềm tin của mình là tin vào giáo pháp. Có những cái người thì có cái niềm tin rất là mạnh, mà có cái người có niềm tin rất là yếu. Ví dụ cái người mà có cái niềm tin mạnh ấy, thì người ta sẽ rất là dễ dàng tin những cái điều mà nó không thiếu căn cứ. Nó tin những cái điều mà nó sai sự thật nó cũng dễ. Còn tinh tấn, cái người mà tinh tấn thì cũng tốt, nhưng mà tinh tấn mà không đúng chỗ, không đúng thời, không đúng lúc thì tinh tấn ấy nó lại trở thành phá hoại niệm, và nhớ nghĩ liên tục, không để cho nó khởi lên cái tạp niệm. Định là cái để cho tâm mình nó tĩnh lặng, là tuệ là phải hiểu rõ. Thì bây giờ phải quân bình những cái trạng thái tâm này, làm sao cho nó vừa phải, nó đừng có mạnh quá mà nó cũng đừng yếu quá. Cái gì nó mà mạnh, cái gì mà nó quá thì nó sẽ không tốt. Ví dụ như một cái người có đức tin mà tin quá, ai nói gì cũng tin cũng sẽ không tốt. Mà một cái người thì lại có cái tâm là cái tâm nó bất tín, ai nói gì cũng không tin, ai nói gì cũng bài bác, thì cái người đấy là cũng hai cái người đấy đều gọi là cực đoan. Tín quá cũng cực đoan, mà cái người bất tín quá cũng cực đoan. Còn cái người tinh tấn quá, không tinh tấn thì không hành được, mà tinh tấn quá thì lại cũng không tốt. Thì tinh tấn quá nó trở thành cực đoan, giải đãi quá nó trở thành cực đoan. Niệm thì có nghĩa là mình luôn luôn phải phát triển đều đặn để cho nó không có khởi lên tạp niệm, mà luôn luôn nó phải là nhất niệm, chuyên tâm. Còn định có nghĩa là cái tâm nó tĩnh lặng, nhưng mà định nó mà yếu quá thì tâm nó tán loạn, dao động. Định mà mạnh quá thì cái tâm nó thụ động, giải đãi. Vì vậy cho nên là nó cũng phải vừa phải. Tuệ cũng vậy, cái tuệ mà mạnh quá thì hay phân tích, hay soi mói, hay tìm tòi, hay suy luận. Mà tuệ mà yếu quá thì lại không phân biệt được đúng sai, chánh tà. Thế bây giờ cái cách là phải biết cách gọi là quân bình. Quân bình có nghĩa là đi tìm một con đường trung bình, con đường trung đạo. Thì thứ nhất là quân bình tín với tuệ, tức là niềm tin. Tín là phải có niềm tin, và tuệ là có sự hiểu biết. Hai cái này nó phải đi đôi với nhau. Tín nhiều, tuệ ít thì tin tưởng một cách vô căn cứ. Tuệ nhiều, tín ít thì hay soi mói, phân tích, phê phán. Vậy thì bây giờ mình sẽ có một chút niềm tin và có một chút hiểu biết. Tin và hiểu biết, ví dụ như người hành thiền mình tin, mình có cái niềm tin là tin rằng với cái sự thực hành này, với cái mức định mình đang có này, với cái ánh sáng trí tuệ nimitta này, nhất định mình chuyên tâm thực hành mình sẽ đắc thiền. Thì đấy là tin và tuệ. Thì mình hiểu là nimitta này là do tâm định nó phát sinh, nhưng mà nó còn non yếu nên ta còn phải cố gắng nhiều, chứ mình không bị ngộ nhận. Ví dụ có người mình không có trí tuệ, mình mới tu được một tí, mình nghĩ mình đã đạt được cái mức cao siêu lắm rồi. Thế là mình trở nên hoan hỷ tự mãn, mình trở nên giải đãi phóng dật, mình tưởng là mình đã chứng ngộ cao siêu rồi. Đấy là mình không có tuệ, mình không biết. Còn những người có tuệ thì biết mình đang ở đâu. Đấy là tín, phải được quân bình với tuệ. Quân bình tấn với định.
tinh tấn. Đó, tinh tấn có nghĩa là siêng năng. Đó, siêng năng có cái người nào mà thực hành một cái gì đó mà mình siêng năng suốt đêm suốt ngày không có nghỉ ngơi thì cái đấy là tinh tấn. Tinh tấn mà nó mà mạnh quá thì bắt đầu nó sẽ trở nên bị dao động. Tinh tấn thì đến lúc nào mình cũng động, tĩnh thì ít mà động thì nhiều. Tinh tấn thì nó sẽ hướng đến cái động nhiều hơn, còn định thì nó hướng đến cái tĩnh. Thì có người mà tĩnh quá thì nó sinh ra thụ động, không muốn hoạt động, không muốn làm cái gì cả. Thì hai cái này nó quân bình với nhau, định nhiều tấn ít thì thụ động, tấn nhiều định ít thì trào cực. Vậy và thỉnh thoảng tác ý đến tinh tấn, tức là có những lúc mình tinh tấn đúng thời đúng lúc. Còn để cho cái tâm của mình nó định đúng thời đúng lúc, có lúc nào mình nên tinh tấn thì phải tinh tấn. Giống như là có những cái lúc mình cần ngồi cho nó tĩnh lặng, có lúc mình cần phải đứng lên mình đi thiền hành, có những cái lúc mình cần phải nghỉ ngơi, có những lúc mình cần phải đi ăn, có lúc mình cần phải ngủ, có những lúc mình cần phải thực hành. Vậy thì mình đừng có khái quát, đừng có nỗ lực, mình cứ nghĩ là hôm nay ta nhịn ăn, nhịn ngủ để ta thực hành cho nó thành tựu, ta làm cho nó xong cái nhiệm vụ này, ta làm cho nó xong cái công việc này. Cái công việc này người ta phải làm một năm, người ta chỉ cần làm trong vòng một tuần thôi. Thì cái đấy là cái mức bắt đầu thái quá này. Thái quá, bắt đầu cứ nghĩ là mình nhịn ăn một ngày, nhịn ngủ, nhịn ăn, nhịn ngủ 3 ngày là mình thành công. Thì cái đấy là sẽ làm mình kiệt sức, tinh tấn vậy là đi dẫn đến sự kiệt quệ. Và thì mình phải quân bình lại. Tinh tấn nó vừa vừa thôi, giống như Đức Phật 6 năm tinh tấn khổ hạnh. 6 năm liền tinh tấn khổ hạnh đến mức còn da bọc xương. Thế đấy là tinh tấn thái quá. Nó tinh tấn vậy đến cái mức đấy nó mất hết định. Nó mất hết định luôn, bởi vì nó, tâm lúc nào nó cũng bất an, nó dao động, căng thẳng quá mức. Nhưng đến lúc này mình nghĩ rằng là thì tinh tấn này không phải là con đường đi đến giải thoát mà. Tôi giảm bớt cái tinh tấn lại và là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, ăn uống ngủ nghỉ, tắm giặt cho nó thoải mái. Thì cái lúc mà ngài thực hành như vậy, ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn một chút, giảm bớt cái tinh tấn đi, thì cái lúc đấy lại phát triển được định. Thì cái hành giả tu tập nó cũng vậy. Tinh tấn nó vừa vừa thì được, tinh tấn quá thì không được. Mà cái người nào mà lại mình lại đầu tư vào thôi em, thấy ăn ngủ nó tốt thì ngày mai lại tăng trưởng ăn lên, ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều, và lúc đấy nó lại thái quá. Nó lại cũng không được, cho nên là mình phải biết cách gia giảm. Giống như là một cái người mà ăn rau, hôm nay nó không có muối, nhạt quá ăn không được, mai cho thêm tí muối vào mà thấy nó ngon, và ngon thì mai cho thật nhiều muối vào thì nó lại không ăn được. Thì cái gì nó cũng phải biết cách pha chế, để trong cái sự thực hành nó vậy, nó phải vừa phải. Vừa vừa, cái gì nó vừa vừa thì nó sẽ thành tựu. Thì tinh tấn với định, tức là động, mà phải có động có tĩnh. Có lúc thực hành, có lúc phải nghỉ ngơi, có lúc phải thư giãn, có lúc thì phải cố gắng duy trì đều đặn như vậy thì sẽ thành công. Quân bình định với lại tín, định với tín, định tĩnh. Người tập định thì có niềm tin mạnh, thỉnh thoảng tác ý đến định và thỉnh thoảng tác ý đến niềm tin để quân bình giữa định với tín. Thế bây giờ có một cái người mình biết là mình chỉ hành thiền nữa nhưng mình không có niềm tin. Mình có cái sự thực hành này nhưng mà mình lại không có niềm tin. Mà mình không có niềm tin thì mình thực hành chưa chơi cho nó qua vậy đó. Mình thấy người ta thực hành mình cũng hành, mình thấy người ta làm gì mình cũng làm. Nhưng mà mình làm mà không có niềm tin, cái người mà làm mà không có niềm tin ấy, thì nó giống như là cái người vô hồn ấy. Người mà không có hồn. Bây giờ mình làm bất cứ cái việc gì cũng vậy, mà mình không có mục tiêu, không có mục đích thì sống nó cứ thờ ơ, làm với cái trạng thái thờ ơ. Trong bất cứ một cái hoàn cảnh gì mình làm mà không có cái niềm tin ở trong đấy thì nó cái việc làm đấy nó rất là hời hợt. Ví dụ như là bây giờ mình cho mình đi làm một cái việc thiện, bố thí, làm cái thiện nghiệp đấy, nhưng mà cái người mà có cái niềm tin là bố thí này sẽ có công đức lớn lắm thì họ làm với cái niềm phấn khởi, làm với sự phấn chấn, làm với cái sự tích cực. Họ bố thí mà họ vui. Nhưng mà cái người nghĩ rằng là làm gì có công đức thì người ta làm có vẻ nó uể oải, nó mệt mỏi.
Đấy, bây giờ đi làm gì vậy? Mình nghĩ là làm cái việc này sẽ có lợi ích, có cái lợi lạc về sau. Mình có cái niềm tin đấy thì làm nó mới có cái tâm, mình mới dồn cái tâm huyết vào đấy mình làm, nó mới có được cái thành quả tốt. Còn cái người mình chỉ làm qua loa cho nó xong chuyện, cho nó hời hợt thì nó cái kết quả nó rất là kém. Thì cái người mà hành thiền, mà không có niềm tin thì ngồi đấy, nhưng mà có thể là thân ngồi nhưng mà tâm nó không thiền, thân nó thiền mà tâm nó không thiền, vì mình không tin là mình sẽ đắc định, mình không tin là con đường này đi đến giải thoát, thì mình ngồi đấy nó cực, ngồi nó giống như là đi hành hạ, giống như bị hành hạ. Nhưng mà bây giờ bác mình ngồi 3 tiếng thì trong cái lòng ấp ức, tại sao bác ngồi nhiều thế này, tại sao phải hành hạ cái thân thế này, tại sao khổ thế này, tại sao gò bó thế này. Nhưng mà cái người có niềm tin thì ngồi 3 tiếng, ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4, 5 tiếng, càng ngồi nó càng vui, càng ngồi nó càng hoan hỉ, ngồi nó càng thích thú. Mà mình có thể ngồi yên tĩnh, tĩnh lặng, giữ lưng thẳng đứng mãi mà nó không chán được. Vậy đấy là nó có cái niềm tin, nên là mình làm cái gì mà nó có cái niềm tin. Ở trong đấy thì nó, cái việc làm đấy nó mới tận tâm, nó mới tận lực, nó mới cố gắng. Thì nó phải có cái sự quân bình như vậy, định nó phải có tín. Nhưng mà chỉ có niềm tin không mà mình không thực hành, mình có niềm tin nhưng mà mình lại không thực hành, thì cái niềm tin đấy nó rất là vô nghĩa. Có niềm tin, mình có niềm tin con đường này sẽ đi đến giải thoát, nhưng mình không đi, mình không đi trên con đường đó, mình tin như vậy thôi, thì nó lại chẳng có lợi nào, chẳng có lợi ích gì. Vậy vì vậy cho nên là có niềm tin rồi thì phải có sự thực hành, mà có thực hành rồi thì phải có niềm tin. Hai cái này nó phải đi đôi với nhau. Thì trên từng bước chân mình đi nó rất là vững vàng, nó rất là vững chắc, và nó không có mệt mỏi. Bây giờ cũng hai cái người mà cùng làm một công việc, một cái người thì tin rằng là làm cái việc này nhất định sẽ có thành tựu, sẽ có kết quả, thì cái người đấy người ta làm người ta không mệt, làm suốt làm mãi làm mà không cảm thấy nó chán nản, nó mệt mỏi. Còn cái người không có niềm tin thì làm nó mệt lắm, nó uể oải lắm và nó chán nản lắm. Nên cái việc hành thiền nó cũng vậy, cái người hành thiền nó phải có niềm tin là vậy, định phải có niềm tin ở trong đấy, hai cái nó được quân bình với nhau, nó được song hành với nhau thì nó mới mạnh mẽ. Quân bình giữa định và tuệ, định là cái tĩnh lặng, còn tuệ là cái sự hiểu biết. Hai cái này nó lại có, nó lại cũng phải quân bình với nhau. Nhất tâm là định, thấy đối tượng rõ ràng là tuệ. Chứ bây giờ mình mà chỉ nghiêng về một cái, mình chỉ nhất tâm không, thì nó giống như là một cái người mà mình đi ở trong đêm mà mình không có ánh sáng, không có đèn, không có đèn pin, mình cứ nhắm mắt mình đi thì nó sẽ đi bừa thì nó sẽ đi sai đường, mình sẽ gặp nhiều trở ngại, gặp cả đạp phải trông gai, mình sẽ ngã xuống vực thẳm, là cái chuyện không tránh khỏi. Còn cái tuệ nó giống như là cái đèn pin, nó sẽ soi cái con đường đấy. Vậy thì giữa người thực hành định cũng vậy, mình phải có cái định là có cái sự nhất tâm, nhưng mà nó phải có cái tuệ là nó soi đường, nó biết dụng công như thế nào là vừa phải. Cho nên là cái định là tâm mình để ở trên đối tượng, lúc ấy mình có hơi thở, mình để tâm ở trên hơi thở, để tâm ở trên đấy là định. Nhưng mà cũng có những cái người mình không biết quân bình giữa định với tuệ này, vì nó trở nên thái quá. Ví dụ có những cái người có tuệ mạnh, họ soi xét hơi thở, họ phân tích hơi thở, họ thấy hơi thở một cách quá rõ, thì đấy là tuệ quá mạnh. Tuệ mạnh quá nó phá mất định. Thế là tuệ mạnh quá là bắt đầu là lúc đấy tâm nó không tĩnh lại được. Mà có những người thì để tâm vào hơi thở, rồi là không để tâm một cách thái quá, cứ cho tâm nó an trú nặng nề trên đấy, thì cái đấy nó lại định nó lại thái quá, nó làm cho cái tâm bắt đầu nó cứ từ từ nó chìm xuống, nó rơi vào cái trạng thái giống như là vô thức, nó rơi vào trong hữu phần, trong pavanga, nó rơi vào trong đấy, nó giống như là nửa tỉnh nửa mê, tỉnh nó không ra tỉnh, mê nó không ra mê. Thế là có cái người bắt đầu rơi vào đấy là ngộ nhận, cứ nghĩ là hình như là mình đắc định sao, mình ngồi thấy nó an lắm, ngồi thấy nó tĩnh lắm, ngồi vào cái trạng thái
nó không còn thấy thân tâm gì cả, rỗng không, hay là mình chứng đắc cái gì cao lắm đâu. Thì đấy là cái trạng thái là nó định, nó thái quá, nó rơi vào cái trạng thái như vậy, nó cứ nửa tỉnh nửa mê vậy, giống như ngủ. Hay là có người ngồi bắt đầu chìm ngủ, ngủ đi xong là tưởng là mình đi vào định sâu lắm, không còn biết gì nữa. Thì đấy chẳng qua chỉ là nó chỉ là do cái tâm nó tĩnh quá, nó rơi vào trạng thái đó. Vậy thì cái tâm nó đừng có tĩnh quá, nó cũng đừng có rõ, thấy đối tượng rõ quá thì cũng không được. Vậy thì hai cái này nó phải quân bình với nhau, tức là mình để tâm vào hơi thở, mình thấy hơi thở vừa vừa, đừng rõ quá. Nếu mà nó rõ thì mình phải nới tâm ra một tí, nó nơ nó đi một tí. Và khi mà cái tâm của mình nó mà định, nó chìm xuống một cái thì mình lại phải cố gắng thấy rõ lên một tí, làm sao điều chỉnh cho nó ở cái mức độ vừa vừa như vậy, tĩnh nặng một chút mà nó cũng có cái thấy rõ ràng một chút. Hai cái đấy là nó được quân bình với nhau. Niệm ở đây là nhớ, niệm cần trong mọi trường hợp, chánh niệm luôn được duy trì thì các căn được quân bình một cách tự nhiên. Thì cái niệm này chính là nhân của định. Mình niệm ở đây là ghi nhớ một cái gì đó, thì lâu ngày nó sẽ cái điều đó nó sẽ mạnh lên. Bây giờ mình ước muốn đạt được một cái điều gì đó thì cái tâm của mình nó sẽ luôn luôn nhớ về cái đối tượng đấy, luôn luôn nhớ về cái đối tượng đấy. Đấy, rồi là dần dần mình sẽ đạt được cái điều đó. Bây giờ mình ở đời ở đạo nó không thế, mình có cái mong cầu một cái gì đó, mình ước muốn một cái gì đó là cái tâm mình hay nhớ về cái đấy, hướng về cái đấy. Nên thì bây giờ với một cái hành giả mình tu tập, mình hướng tâm về cái gì, mình ghi nhớ cái gì, mình sẽ đạt được cái đấy. Ví dụ có cái người mình bây giờ mình cái người thực hành thiền hơi thở nhỉ, thì mình hướng tâm về hơi thở, ghi nhớ hơi thở, luôn luôn nhận biết hơi thở, nên là cái tâm nó cứ ghi nhận như vậy thì lâu ngày nó tạo thành một cái sức mạnh từ cái niệm đấy, dần dần nó tạo thành một cái năng lực. Dần dần nó chỉ nhớ đến cái đấy thôi, nó không nhớ đến cái khác nữa, thì nó nhớ cái này nó phải quên cái khác. Nên bây giờ trong tâm mình cho nó cứ nhớ cái này một tí, xong lại nhớ cái kia một tí, thì cái đấy nó gọi là tạp niệm, nhớ tạp nham, cái gì nhớ. Cái này cũng nhớ, cái kia cũng nhớ. Thì cái người đấy khi mà cái tâm mà nó phải rả, nó ghi nhận nhiều đối tượng như vậy thì nó sẽ rất là yếu ớt, nó rất là hời hợt, nó không thể chuyên nhất, nó không chuyên sâu. Thì cái tâm mà nó chỉ ghi nhớ đến một đối tượng thì nó sẽ chuyên sâu, nó sẽ chuyên nhất. Giống như là bây giờ cái người đi học, học môn này học tí, môn kia học một tí, cuối cùng là mình cái gì cũng biết nhưng lại chẳng biết cái gì cũng biết nhưng mà không biết sâu được nó. Nhưng bây giờ mình chỉ chuyên tâm vào một cái thì mình có thể mới có thể biết về cái hiểu thật là sâu sắc về cái môn đấy được. Thì cái tâm mình vậy, nó ghi nhớ nhiều thứ thì nó sẽ rất là yếu, không bao giờ nó đạt được cái sự nhất tâm. Nó ghi nhớ một thứ thì nó sẽ rất là mạnh, nó sẽ đạt được nhất tâm. Thì niệm là cái sự ghi nhớ như vậy. Thì mình để tâm luôn luôn nhớ về hơi thở, biết hơi thở. Nó cứ quên cái mình lại gợi nhớ lại, quên cái mình lại hướng tâm trở lại. Thì đấy là niệm nó cứ ghi nhớ như vậy mà. Nó chỉ cần ghi nhớ, nó không cần phân tích, nó chỉ cần nhận biết thôi, nó không cần suy xét gì cả. Thì cái đấy là niệm. Chánh niệm thì luôn được duy trì, thì các căn cũng được quân bình một cách tự nhiên. Niệm này thì nó sẽ đi với tất cả. Niệm này nó đi với niềm tin, niệm nó đi với tinh tấn, niệm nó đi với định, niệm này nó phải đi với tuệ. Ở đâu nó cũng đi, khá là chỗ nào nó cũng cần hết. Nó giống như là bây giờ trong cái người mà nấu ăn thì sẽ có một cái món mà nó sẽ đi với tất cả các món. Đó là món gì? Món gì mà nó đi với tất cả các món? Nó là muối. Muối thì nó đi với tất cả các món khác. Cái gì cũng phải tra muối rồi, nấu cũng phải tra muối rồi, xào phải tra muối rồi, luộc phải tra muối, nấu canh phải tra muối rồi. Thì hành thiền vậy, cái niệm nó vậy, cái tinh tấn phải có niệm, định phải có niệm, tuệ phải có niệm, niềm tin phải có niệm,
niệm ghi nhớ, luôn luôn phải ghi nhớ đối tượng đấy. Đây gọi là tín tấn niệm định tuệ, năm cái căn đấy được quân bình. Quân bình có nghĩa là nó vừa phải, đừng để cho cái gì nó thái quá. Không niềm tin nhưng mà đừng tin thái quá, tin nó đi. Khi mà tin mạnh quá thì mình có trí tuệ, mình hiểu. Cái niềm tin này mình hiểu rõ đó, thì nó sẽ giảm bớt cái niềm tin đi. Tín với tuệ, khi mà tinh tấn mạnh quá thì cho cái tâm nó tĩnh lặng này. Định với tuệ cũng tương tự như vậy. Thì năm căn được quân bình rồi thì cái định nó sẽ phát triển rất là mạnh. Không có nghĩa là mình thực hành con đường trung đạo, mình thực hành với một cái tâm lý vừa vừa thì là nó sẽ đạt được cái trạng thái rất là cao. Và một cái thiện xảo nữa là thiện xảo về định tướng, khéo léo làm cho làm phát sinh định tướng chưa phát sinh, khéo léo phát triển định tướng đã phát sinh và khéo léo giữ gìn định tướng đã phát sinh. Khi mà thực hành rồi, mình chú tâm trên hơi thở, mình phải khéo léo làm sao làm cho nó phát sinh cái ánh sáng, làm cho cái ánh sáng thì nó phát sinh. Thì bây giờ mình khéo léo thì mình dụng cái tâm, ví dụ như hôm trước mình dụng cái tâm như thế này mà cái nimitta này nó phát sinh, thì bây giờ mình sẽ hiểu biết như vậy, ngày sau mình cũng dụng cái tâm như vậy, nó vừa vừa, dụng tâm mạnh quá cũng được, yếu quá cũng được, trung bình thì nó sẽ được. Khéo léo làm cho phát sinh, khéo léo duy trì cái định tướng đã phát sinh đấy. Bây giờ nó phát sinh rồi, làm sao mình duy trì được nó trong suốt 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Là cái ánh sáng, mình chú tâm trên hơi thở nó phát triển thành ánh sáng, mình làm sao mình duy trì được nó 1, 2 đến 3 tiếng liên tục. Mình khéo léo giữ gì, mình phải biết là cái tâm mình mà khởi lên những cái vọng tưởng một cái là nó sẽ mất. Mình chú tâm mà nó mạnh quá nó sẽ mất, mình nơi cái tâm đi một cái nó cũng mất. Vậy thì làm sao nó phải để cái tâm sao nó nhẹ nhàng, mà nó vừa vừa mà nó liên tục thì nó sẽ không mất. Khéo léo giữ gìn định tướng đã phát sinh, giữ gìn duy trì nó, mình chỉ khởi lên các phiền não là nó sẽ mất. Mình cố gắng đè nén các cái phiền não xuống đừng để cho nó khởi lên. Nỗ lực tâm khi cần nỗ lực, khi nào mình cần nỗ lực, khi nào mình cần phải dụng công, khi nào mình cần phải tinh tấn, khi nào mình cần nghỉ ngơi, tức là khi nào mình cần thực hành, khi nào mình cần nghỉ ngơi. Khi tâm trở nên lười biếng thì phải tu tập 3 cái giác chi: chánh pháp, tinh tấn và hỷ. Chánh pháp ở đây có nghĩa là trí tuệ. Khi tâm nó lười biếng, tại sao có những lúc mình lười biếng? Lười biếng đấy là do những cái lúc ấy mình thiếu suy xét. Có những cái người ta trở nên lười biếng thụ động. Thụ động ở đấy có nghĩa là lúc đấy nó vắng mặt của trí tuệ thì nó sẽ rơi vào trạng thái thụ động. Có những người trong cuộc sống tự nhiên nó cứ kêu tự nhiên là sao mất phương hướng, chẳng biết mình đang sống để làm gì nữa. Đấy là do cái người đấy để cho cái tâm nó rơi vào cái trạng thái bị thụ động, chứ rơi vào cái trạng thái lười biếng một thời gian dài, mất đi cái ý chí, đánh mất cái lý tưởng, nó không còn biết mình đang làm việc vì cái mục đích gì, mình đang sống có cái ý nghĩa gì nữa. Thì cái lúc đấy, cái lúc này nó sẽ giống như là cứ sống qua ngày, sống qua ngày, không còn biết là mình làm gì. Thì người hành thiền vậy, bắt đầu có những lúc nó sẽ khởi lên cái tâm là chán nản, không biết mình tu này để làm gì, không biết mình tu này đạt được cái gì. Nó chán nản, nó trở nên giống như là mất phương hướng. Và bắt đầu cái sự giải đãi bắt đầu nó sinh ra. Cái sự lười biếng, biếng nhác, nó ham chơi, nó hướng ngoại thì nhiều hơn là cái sự tinh tấn nó sẽ giảm đi. Thì bắt đầu cái lúc đấy là phải hướng đến chánh pháp, hướng đến tinh tấn, hướng đến hỷ. Chánh pháp có nghĩa là trí tuệ. Thì đầu tiên là phải khởi lên cái trí tuệ này để mà xua đuổi được cái sự nhàm chán đi. Có những người ta kêu là chán đời. Sao chán đời đấy? Thì cái lúc mà người ta kêu chán đời là cái gì? Là cái tâm gì nó sinh lên? Đấy là cái tâm ngu sinh lên là nó chán đời. Mà cái người trí người ta có kêu chán đời không? Người ta chỉ nhàm chán những cái dục vọng ở trên đời, nhàm chán những cái khổ đau ở đời, chứ người ta không chán đời. Có những lúc mà tôi chán tu, chán thiền, chán. Những cái lúc đấy bắt đầu là nó vắng mặt của trí tuệ và nó có mặt của vô minh ở đấy rồi. Thì bây giờ mình phải khởi lên trí tuệ,
xua đuổi cái vô minh hắc ám này, vô minh tham, cái ngu si, cái mê muội này đi. Thì có 7 cái cách để nó phát sinh ra trí tuệ. Thứ nhất là đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi tức là mình phải hỏi tại sao, mình tự hỏi mình hoặc là mình phải hỏi người khác. Mình phải đến một cái vị thầy nào đó có trí tuệ để mình đặt những cái câu hỏi để cho mình mất hết những cái hoài nghi, mất hết những cái thắc mắc đi. Nó phải giải phóng, nó phải giải tỏa được, nó phải giải tỏa được những cái hoài nghi, những cái thắc mắc đi. Đặt câu hỏi về cái mục đích tại sao lại phải hành thiền, cái quá trình thực hành như thế nào, tại sao phải tu tập để được cái gì, được cái lợi ích gì, được cái công đức gì, cái sự tu tập nó có cái khó khăn thì phải vượt qua như thế nào, rồi là tại sao bây giờ cái tâm nó trở nên giải đãi, muốn vượt qua thì nó phải như thế nào. Có nhiều cái cách đặt câu hỏi như vậy, mình phải đặt, phải biết cách đặt câu hỏi để mình giải tỏa được tất cả những cái khúc mắc ở trong cái tâm lý của mình. Hoặc là cái lười biếng ấy nó khởi lên có khi nó lại là do cái môi trường của mình. Mình phải làm sạch nội ngoại xứ. Đôi khi mình ăn ở bẩn quá nó cũng làm nó lười biếng. Thì lúc đấy mình làm cho nó sạch sẽ, thân thể sạch sẽ, phòng xá này cho nó sạch sẽ, có quân bình các căn, các căn nó quân bình. Hoặc là có những người tinh tấn quá, xong rồi bây giờ nó mệt nó lại trở nên giải đãi, nó phải nghỉ ngơi. Vậy thì mình đừng có nỗ lực, đừng có phung phí cái sức lực quá, phung phí sức lực quá thì bây giờ nó kiệt sức rồi, bây giờ lực bất tòng tâm này nó sẽ sinh ra chán nản. Vậy thì nó vừa thôi, cái gì nó cũng vừa thôi thì nó quân bình như vậy. Hôm nay mà nhiều cái thiền, mình thiền thì mình dùng hết sức lực, mình ngồi một ngày 13-14 tiếng, nhưng ngày mai bắt đầu nó mệt thì bắt đầu lại đi nằm để ấy lại, để nó quân bình lại. Phải quân bình vừa để duy trì được lâu, tránh những người thiếu trí tuệ. Hoặc là mình thân cận những cái người ta không có trí tuệ, những cái người đấy người mình sẽ tiếp thu những cái tư tưởng xấu của người ta. Mình thân cận những người có trí tuệ thì người ta hay phê phán, người ta hay bàn tán, người ta hay chê bai, người ta hay bàn luận những cái điều tiêu cực. Thế là mình giờ đến một lúc nào đó cái tâm của mình nó yếu đuối đi một cái, nó chấp nhận những cái tư tưởng của người khác thành cái tư tưởng của mình. Khi mình chấp nhận cái tư tưởng của người khác thành tư tưởng của mình thì tự nhiên mình biến thành một người giống như người đó, giống như là cái bản sao. Vậy cho nên là mình gần người trí thì nó sẽ tăng trưởng trí, mình gần người ngu nó sẽ tăng trưởng cái ngu. Nên vậy cho nên là cái lúc đấy mình phải tránh xa cái người ngu, mà mình thân cận người có trí, tránh những kẻ thiếu trí tuệ, thân cận người có trí tuệ, ôn lại lĩnh vực trí kiến sâu xa, hoặc là mình ôn lại những cái pháp học của mình, những cái pháp cao siêu của mình, chịu khó nghiên cứu đọc tụng kinh sách nhiều, nghe pháp, nghe giảng giáo pháp nhiều, ôn lại cái lĩnh vực trí kiến để cho cái trí tuệ nó tăng trưởng lên. Khi mà trí tuệ nó tăng trưởng lên rồi thì nó biết làm gì nên làm, những cái gì không nên làm, và quyết định đối với chánh pháp, quyết định đối với tuệ, nghĩa là mình quyết định phải phát triển cái tuệ này lên. Thì đấy là 7 cái pháp mà nó tăng trưởng lên cái trí tuệ này. Cái trí tuệ là thứ nhất, và bắt đầu cái tinh tấn. Bây giờ mình muốn tinh tấn, giữa cái tinh tấn và cái tâm của mình nó có, thường thường cái tâm lý của con người nó có một cái sức ỉ, tức là một cái sức lười biếng ấy. Cái tâm lý nó hay có cái sự ỉ lại, cái sự chây lười rất là cao. Như là cái người đấy, mình sẽ thường xuyên mình thấy mình bị chi phối bởi những cái việc như là ăn ngủ, là giải trí, vui chơi. Những cái đấy nó sẽ xâm chiếm thời gian rất là nhiều. Giống như là mình sẽ ngủ một ngày 8 tiếng mà mình vẫn cảm thấy thiếu, vẫn muốn ngủ thêm nữa, thì cái đấy là nó sẽ đưa đến cái sự giải đãi. Hoặc là mình cứ chăm sóc cho cái thân này quá nhiều, mất quá nhiều thời gian chăm sóc cho cái thân
quá nhiều thời gian này là làm thức ăn này, thời gian đi tắm này, đi giặt này, là đủ các cái khác là do mình bị dính mắc nhiều quá là nó sinh ra cái giải đãi. Thì bây giờ mình phải phát khởi lên cái tinh tấn, phát khởi lên cái tinh tấn, cái siêng năng. Thì bây giờ muốn phát khởi lên cái siêng năng thì mình phải có những cái cách tác ý, tác ý đúng thì nó khởi lên cái tinh tấn này. Giờ mình là cái người mà muốn tinh tấn thực hành giáo pháp, tinh tấn tu tập để nhanh đến những giải thoát ấy, thì vị đó phải có cái tác ý, tác ý như lý tác ý. Thì ví dụ mình tác ý đến nỗi khổ của các đoạn xứ, mình tác ý đến nỗi khổ của các đoạn xứ, như Đức Phật nói là người nào làm việc ác phải vào địa ngục, khi chết rồi người mà có cái tâm bất thiện thì vào địa ngục ngã quỷ súc sinh. Thì lúc đấy mình phải ngồi mình tư duy, mình tác ý, mình bảo là mình phải cảm nhận được rằng là những cái con vật thật sự là nó rất là khổ. Ví dụ như là bây giờ cái trời đông giá rét, mình nằm trong chăn ấm như thế này mà mình còn cảm thấy buốt thịt buốt da. Bây giờ mình thử nghĩ nghĩ con chó nó nằm ở ngoài chân, nó không có được đắp mền đắp mùng gì, thì chắc là cái nỗi khổ, cái cảm thọ của nó là khủng khiếp. Hoặc là trời thì có nhiều mòng mũi như thế này, mình nằm ở trong màn mà mình còn một hai con nó bò và nó chích cho mình còn cảm thấy nó đau đớn như thế này. Huống chi là con trâu con bò nó nằm ở bên ngoài để nó bị hàng trăm hàng ngàn con mũi nó chích suốt ngày suốt đêm, nó khổ đến mức nào. Mình thấy là súc sinh nó khổ như vậy nhưng nó vẫn chưa khổ bằng ngã quỷ, thì, hoặc là những cái loài dưới địa ngục bị thiêu bị đốt bị đánh bị đập bị chém bị giết, bị chẻ bị mổ. Tác ý như vậy mình cảm thấy nó kinh cảm rợn rùng rợn con người lên và mình cảm thấy ghê gớm. Thì lúc đấy mình ta ý là nếu như ta mà không tinh tấn, ta mà giải đãi cứ ham ăn ham ngủ ham chơi thì một ngày nào đó ta cũng sẽ giống như mấy cái con vật kia, cũng phải có lúc nằm co ro ở ngoài bị mũi mỏng nó chích như thế, bị người ta cắt cổ như thế, người ta ăn thịt như thế. Như thế vẫn chưa khổ bằng những chúng sinh ở dưới địa ngục ngạ quỷ. Tác ý như thế là bắt đầu cái tinh tấn nó khởi lên, nó cảm thấy kinh sợ, không dám lười biếng nữa. Tác ý đến sự an lạc ở những cõi này, hay là đầu và mình tác ý là nó có những cái cảnh giới rất là cao thượng, như các vị chư thiên, các vị thiên thần, người ta sống ở chư thiên, người ta có cái thần túc, người ta đi lại trên đi mây về gió, đi trên hư không. Người ta không phải bận rộn cái việc làm ăn kiếm sống, người ta an nhàn sung sướng tự tại. Như thế nhờ đâu? Đó là nhờ cái sự tạo được nhiều cái thiện nghiệp, tạo nhiều công đức. Bây giờ mình tác ý đến ở cõi người, tại sao có người người ta hạnh phúc như thế, người ta an lạc như thế, người ta đầy đủ mọi thứ như thế? Thì những cái người đấy là người ta cũng tạo được nhiều thiện nghiệp, tạo nhiều công đức, cho nên là bây giờ cái phước nó mới trổ quả. Còn có những cái người thì bất hạnh khổ đau cũng là do những cái bất thiện nghiệp, không tạo được công đức, bây giờ nó thiếu đức, thiếu phước. Nên ở đời có những cái người có phước, người thì thiếu phước, cho nên là nó có người sung sướng, người khổ đau. Thì tác ý như vậy rồi thì mình sẽ tự nhiên mình cảm thấy ham thích tạo phước. Thì cái sự tu tập nó sẽ tạo ra phước, sự thực hành đạo pháp nó tạo ra phước. Hay là lúc đấy mình sẽ ưa thích và mình sẽ không còn lười biếng, không còn ham chơi, không còn ham ăn ham ngủ nữa. Tác ý đến cái quá trình hành đạo của chư Phật và các vị thánh. Lúc đấy mình phải, nếu mình đọc về cái cuộc đời Đức Phật, mình nghe giảng về cuộc đời Đức Phật, mình sẽ thấy Đức Phật rất là tinh tấn. Giống như là Đức Phật một đêm canh thứ nhất thì Đức Phật cũng ngồi thiền đi kinh hành. Canh thứ hai thì ngài cũng ngồi thiền hoặc là đi kinh hành. Canh thứ ba ngài có thể là nằm ngủ một chút xíu. Canh thứ hai ngài nằm ngủ một chút xíu, nằm nghiêng về bên phải. Ngài chỉ ngủ trong vòng một canh giờ, một canh giờ hoặc nửa canh giờ. Một canh giờ là bằng 2 tiếng. Ví dụ từ giờ tí đến giờ xỉu lại, thì trong một cái giờ đấy là 2 tiếng đồng hồ, thì là một canh giờ. Thì Đức Phật chỉ có ngủ một canh giờ đến 2 canh giờ, có nghĩa là một ngày ngài chỉ ngủ 1 tiếng đến 2 tiếng, không có ngủ nhiều. Còn lại tất cả những thời gian còn lại là cái thời gian ngài tu tập hoặc là đi hoằng truyền giáo pháp. Thế bây giờ mình so sánh là một ngày mình ngủ bao nhiêu tiếng,
bao nhiêu tiếng dành cho ngủ, bao nhiêu tiếng dành cho cái việc chăm sóc cái thân này. Vậy thì còn bao nhiêu tiếng mình thực hành, bao nhiêu tiếng mình làm này, mình tu tập giáo pháp, còn bạn bao nhiêu tiếng là người đạt, nên tạo được cái công đức, tạo được cái trí tuệ. Thì tác ý như vậy thì mình sẽ thấy rằng là cái sự thực hành của mình chưa đủ, và mình cần phải, mình sẽ tinh tấn hơn trong việc thực hành. Tác ý đến công lao của những thí chủ đã cúng dường cho ta những cái vật thực, ví dụ những cái người mà tu tập mà muốn tinh tấn thì lúc nào cũng phải tác ý đến cái lúc mà mình ăn bất cứ một cái thực phẩm gì, mình cũng tác ý đến cái công lao của những cái người thí chủ đã làm rất là vất vả gian nan mới có được cái vật thực để dâng cúng cho những người thực hành tu tập thọ dụng. Thì mình sẽ nghĩ rằng nếu mà mình tu tập không có thành tựu thì mình sẽ mắc nợ tín thí thì sau này phải trả quả, như là mang lông đội sừng để trả quả. Mang lông đội sừng ấy giống như là con trâu nó đội sừng trên đầu, nó đi kéo cày ấy. Đấy là thường thường là nó là đi trả quả, trả nợ, mắc nợ. Bây giờ trả, mang lông như con gà, con chó, con mèo, con lợn. Đấy là những cái loài mang lông thuần để cho người ta nuôi lớn lên, người ta ăn thịt. Thì những cái vật nuôi ở trong nhà nó cũng là những cái con vật mà nó mắc nợ ở đời trước, nó không trả được thì đời này nó phải trả bằng, một là trả bằng cái sức lực của mình, như con ngựa đi kéo xe, như con trâu kéo cày, đấy là nó trả nợ bằng cái sức lực. Có những cái loài thì phải trả nợ bằng máu thịt, bằng máu thịt mình mắc nợ, bây giờ mình vay thì phải có trả này, thì mình cứ nuôi lớn lên để mang ra chút thịt ăn, ăn xong rồi nó lại đi tái sinh, lại làm gà tiếp, lại cho người ta ăn tiếp. Có thể cho người ta ăn một lần là chả, nếu nợ ít thì cho người ta ăn một lần là xong, mà nợ nhiều á thì phải trả hàng trăm lần, trả rất là nhiều lần, xong là cứ chết cái lại tái sinh lại, chết cái tái sinh lại làm lợn, xong lại người ta ăn thịt xong rồi lại đi tái sinh làm lợn tiếp, để cho người ta ăn thịt xong lại tái sinh làm lợn tiếp, làm lợn chán rồi quay lên làm gà cho người ta ăn. Ăn chán này bắt đầu này quay ra làm đủ các loài cho người ta ăn chán ăn chê rồi mới được sinh lại ngược. Cái người mắc nợ là nó dễ bị trả quả bằng những cái bằng cái sự tái sinh vào những cái loài thú để trả nợ. Đấy, cho nên là cảm thấy kinh sợ cái sự mắc nợ, cho nên là phải tinh tấn thực hành để giải thoát. Tác ý đến sự may mắn được gặp giáo pháp, nghĩ là không phải là đời này, không phải là đời nào sinh ra mình cũng được gặp Phật pháp. Nếu như mình là sinh ra cách đây 3.000 năm trước mà thôi, mình lúc đấy Phật chưa ra đời, mà 3.000 năm sau mình mới sinh ra nữa thì thôi rồi, lúc đấy giáo pháp mất rồi, hết rồi, không còn ai tu chứng nữa. Vậy thì không phải dễ dàng mà gặp được giáo pháp. Hoặc là mình sinh ra ở những cái nơi biên địa nào, những cái dân tộc mà người ta có tà kiến, sinh ra ở những cái quốc độ mà người ta tin theo những cái pháp tà pháp khác, thế là mình cũng sẽ không gặp được chánh pháp. Mình nghĩ là gặp được giáo pháp rất là khó. Đời này may mắn gặp được giáo pháp rồi thì mình cần phải hy sinh những cái thứ khác để thực hành giáo pháp, chứ mình không nên bỏ qua cái cơ hội được gặp giáo pháp này để mình đi làm những việc khác. Vì mình sinh ra đời nào kiếp nào thì mình cũng có cơ hội để làm các cái việc như là chạy theo những cái niềm vui ở thế gian, chạy theo cái ngũ dục trần cảnh, ngũ dục lục trần thì đời nào mình cũng chạy theo rồi. Đời này mới gặp giáo pháp cho nên là phải dành nhiều thời gian để thực hành giáo pháp hơn. Đáng ý như vậy thì mình sẽ hoan hỷ, mình sẽ tinh tấn trong việc thực hành giáo pháp. Đáng ý đến bổn phận của ta phải giữ gìn và truyền bá giáo pháp. Nếu mà là một cái người mà có cái lòng bi trí lớn ấy, có cái tâm, có cái từ tâm mà muốn phổ độ chúng sinh ấy, thì cái người đấy người ta sẽ nhận cho mình có cái sứ mệnh là truyền bá giáo pháp. Mà cái người đấy mà người ta muốn, giống như là bây giờ một cái người mà muốn làm lợi ích cho mọi người thì phải làm lợi ích cho mình trước. Giống như là một cái người bây giờ mình thấy rất là nhiều người khổ,
nhiều người khổ, như là nhiều người ở cái vùng sông nước này là người ta hay bị đuối nước. Thì bây giờ mình là muốn làm một cái người đó là luôn luôn cứu người thì mình phải tập bơi trước. Đấy, thì cũng như vậy, bây giờ mình thấy là chúng sinh ở trong cái vòng sinh tử này rất là khổ, bây giờ mình muốn cứu chúng sinh thoát khỏi cái nỗi khổ đây. Đấy, thì mình phải tinh tấn, mình cần phải giác ngộ trước, mình cần phải giải thoát trước, sau đó mình mới giải thoát người khác, cứu độ mình, sau đó mình cứu độ người. Thì tác ý đến cái bổn phận, mình phải có bổn phận giữ gìn và truyền bá cái giáo pháp này. Thì lúc đấy mình cần phải tận tâm thực hành giáo pháp, học giáo pháp và hành giáo pháp. Thì tác ý như vậy thì mình sẽ tinh tấn, thì cái tinh tấn nó sẽ khởi lên. Vậy thì nó có tất cả là 11 cái pháp đưa lên. Các cái tác ý từ bỏ giải đãi bằng cách đi thiền hành. Có những lúc mà hôn trầm nó khởi lên, bây giờ mình biết là cái lúc nào nó có tinh tấn và lúc nào không có tinh tấn. Cứ lúc nào có hôn trầm, cứ lúc nào mình ngồi mà nó cứ hôn trầm, nó buồn ngủ thì là lúc ấy là giải đãi. Thì bây giờ mình phải vượt qua được cái hôn trầm này thì nó mới tinh tấn nó khởi lên. Từ bỏ hôn trầm bằng cái cách như là đi thiền hành, đi lại cho tâm nó tỉnh táo đấy. Không thân cận người biếng nha, tránh xa cái người nào biến nhắc, người ta thấy rủ mình đi chơi thì mình nên lánh, nên tránh. Cái người nào cứ rủ mình, thúc giục mình, nhắc nhở mình, sách tấn mình đi hành thiền thì cái người đấy là người tinh tấn. Thì thân cận người tinh tấn thì lúc nào mình có ngủ quên người ta sẽ gọi. Ôn lại bốn chánh cần, bốn chánh cần này, việc ác chưa sinh thì tinh tấn sinh, việc ác đã sinh thì tinh tấn diệt trừ, việc thiện chưa sinh tinh tấn làm cho sinh, việc thiện đã sinh thì tinh tấn phát triển thêm. Thì cũng như vậy, lúc ấy mình phải tác ý đến bốn cái tính chánh cần, tất cả những cái bất thiện nó chưa sinh thì tinh tấn diệt nó đi, tinh tấn đừng để cho nó sinh, bất thiện nó sinh rồi thì tinh tấn diệt nó đi, cái tâm thiện thì nó đã sinh rồi, nó chưa sinh thì phải tinh tấn làm cho nó sinh, mà nó đã sinh rồi thì phát triển nó lên. Thì cái việc hành thiền mình nó là một cái thiện pháp, một cái thiện nghiệp, mình nên tinh tấn để phát triển nó. Thế nên cái bốn chánh cần quyết định đối với tinh tấn, quyết định phát triển cái tinh tấn lên. Thì đấy là nó sẽ, đấy là 11 cái nhân đưa đến cái tinh tấn. Là hoan hỷ, bây giờ nó sẽ muốn có cái sự hoan hỷ trong cái pháp hành. Bây giờ mình muốn thực hành giáo pháp và mình thực hành với một cái tâm hoan hỷ. Thì mình cần phải niệm Phật. Khi mình tưởng nhớ đến Phật, cái tâm mình nó sẽ hoan hỷ lên. Thế bây giờ mình mà tâm mình mà cứ luôn luôn nghĩ đến Phật thì nó rất là an vui. Còn nếu mình không nghĩ đến Phật, mình cứ nghĩ đến những cái khác thì tâm mình nó sẽ bất an. Niệm Pháp, mình tưởng nhớ đến Pháp, các cái ân đức của Phật, mình tưởng nhớ đến cái đặc tính đức hạnh trí tuệ của Phật là mình sẽ hoan hỷ. Mình tưởng nhớ đến những cái, đến cái sự thâm sâu của giáo pháp, mình sẽ hoan hỷ. Mình tưởng nhớ đến ân đức tăng, mình hoan hỷ. Niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm niết bàn, đấy là sáu cái niệm. Những cái niệm này nó sẽ làm cho mình khởi lên cái tâm hoan hỷ. Phật tăng, tăng, giới, thí, thiên, niệm niết bàn. Và tránh người thô lỗ. Mình bây giờ mình đang vui mà bây giờ gặp một cái người mà người ta thô lỗ, người ta mắng mình một câu, mình có vui được không? Mình sẽ mất luôn, mất cái hoan hỷ nó đang vui. Bây giờ cả một cái hội chúng đang vui như thế này, có một cái người mà người ta có cái tính sân, người ta hay gây sự, người ta xuất hiện một cái mọi người đang vui mà cũng làm sao mất luôn niềm vui, tan biến mất niềm vui. Vậy cho nên là ở cái chỗ nào nó có những cái người người ta thô lỗ, thô là hay nói những cái lời tục bậy, hay mắng nhiếc, hay gây sự hay cãi cọ nhau thì nó sẽ làm mất cái niềm vui. Ở cái chỗ nào mà cứ có những người đấy là cái chỗ đấy sẽ sinh ra căng thẳng, hay đánh nhau, hay chửi nhau, hay cãi nhau, thì mình nên tránh những cái môi trường này, tránh những con người đấy. Thì mình sẽ giữ được cái tâm an vui, hoan hỷ. Gần người thanh cao, gần những cái người mà người ta lịch sự, tao nhã thì nó sẽ hoan hỷ. Đọc lại những cái khích lệ,
Những cái bài kinh mà Đức Phật khích lệ tán thán, Đức Phật tán thán là này các tỳ kheo có một pháp môn mà đưa đến cái lợi ích lớn, đưa đến cái công đức lớn, đó là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, hơi thở vào hơi thở ra được lợi ích lớn, được công đức lớn. Đồng lại những cái khích lệ như vậy, hay là Đức Phật khích lệ những người tinh tấn, Đức Phật khích lệ mọi người tu tập giáo pháp, hoặc là có những cái lời sách tấn, có những cái câu nói mà khiến cho mình cảm thấy nó hoan hỉ, có những cái câu nói mà làm có những cái câu thành ngữ hay là những cái câu châm ngôn, những câu ca dao tục ngữ thì nó có thể nó làm khích lệ mình. Thì mình thường hay nhẩm những cái câu đấy ở trong tâm, thường hay nhẩm những cái câu đấy ở trong lòng mình ấy. Thì tự nhiên những cái câu đấy nó sẽ sách tấn mình. Ví dụ như là bây giờ mình thử xem là mình là cái hạng người như thế nào, thì mình quan sát xem là mình hay nhẩm những cái câu gì ở trong đầu, hay là mình hay cái người nào mà thích thơ, mình hay nhẩm mình đọc cái bài thơ gì, cái bài thơ gì là cái bài mà mình thuộc nhất, thuộc lòng nhất ấy. Cái bài ca dao gì mà mình thuộc nhất ấy, cái câu gì mà mình hay tác ý đến, hay suy tưởng đến, hay nghĩ đến nhất ấy. Thì là mình kèm là cái tâm lý của mình nó đang hướng về một cái điều gì đó, nó đang có một cái mục tiêu gì đó, nó đang có một cái ước vọng gì đó, nó sẽ hay hướng đến cái bài đó. Ví dụ bây giờ cái người mà suốt ngày người ta nghêu ngao những cái bài bản tình ca giống như là chán đời, thất tình ấy, là cái tâm trạng như thế nào, cái tâm trạng như thế nào thì là nó sẽ hay hướng đến cái câu này. Vậy cái người mà tinh tấn ấy, thì cái tâm nó hay hướng về cái, nó hay hướng về cái sự thực hành, nó hay hướng về cái sự tịnh lạc, nó hay hướng về cái sự giải thoát, thì cái người đấy cũng sẽ hay tác ý đến những cái câu đấy. Nó đọc lại những cái khích lệ của mình và quyết định đối với hỷ, thì nó khởi lên cái hoan hỷ. Thế là 11 cái pháp mà nó phát sinh ra cái hoan hỷ. Còn đây là chế ngự tâm, lúc cần chế ngự. Thế là bây giờ mình khởi lên cái tinh tấn như vậy, mình khởi lên cái trí tuệ như vậy. Một cái người mình khởi lên trí tuệ, mình khởi lên cái tinh tấn, mình khởi lên cái hỷ rồi. Đấy, thì mình cũng phải biết cách chế ngự nó. Nếu mà trí tuệ tuệ mà mạnh quá tuệ mà mạnh quá thì nó cũng không tốt. Hỉ mà hỉ quá thì nó cũng động, mà tinh tấn quá nó cũng mệt mỏi. Vậy thì đến cái lúc mà mình khởi lên trí tuệ rồi, mình cũng phải biết cách kìm chế nó lại. Đến cái lúc mình tinh tấn rồi, mình cũng phải biết cách như là dừng lại vừa phải. Đến lúc mình vui lên rồi, hoan hỉ lên rồi, nhưng mà mình cũng đừng để cho nó vui quá đà, thì lại phải có cái cách chế ngự nó. Nếu như mà nó trở nên thái quá, giống như là một cái người mà bây giờ mình cần một cái ngọn lửa vừa vừa, nhưng mà cho nên là mình mới dùng cái ống mình thổi lửa, thổi cho nó mạnh lên, nhưng mà khi mà lửa nó bùng lên rồi thì lúc đấy nó lại thừa, thì lúc đấy mình phải giảm nó xuống. Cái tâm trạng thái tâm của mình vậy, cái lúc nào mà nó thiếu trí tuệ mình phải khơi dậy trí tuệ, nó thiếu cái siêng năng mình khơi dậy cái siêng năng, nó thiếu cái hoan hỷ mình khơi dậy cái hoan hỷ. Nhưng mà mình khơi dậy mà mình lại không biết cách chế ngự nó, mình để cho nó bùng lên mạnh quá thì mình lại không kiềm chế được, mình lại mất tự chủ. Nên là mình chỉ cần khơi lên ở cái mức vừa vừa thôi, thì đây là cái cách mà mình chế ngự lại nó, chế ngự tâm khi nó cần chế ngự. Nên bây giờ mình đang buồn, mình đi tìm một cái niềm vui, khi mà nó vui quá mình vui thái quá, cười quá đà, bắt đầu nó sẽ mệt, nó sẽ căng thẳng, nó sẽ bất an, nó sẽ động. Chế ngự tâm trở nên tinh tấn thái quá. Khi nào tinh tấn thái quá thì cần tu tập ba đắc chi là khinh an, định và giải. Đây là ba cái này, nó sẽ chế ngự ba cái kia. Có khinh an, có định và có giải thì nó sẽ chế ngự là cái
tuệ, cái tinh tấn và cái hỷ. Đầu tiên là phát khởi cái khinh an. Khinh an là cái sự cái sự nó nhẹ nhàng, cái sự mà nó nhẹ nhàng. Thân khinh an và tâm khinh an, cái người mà có cái thân khinh an ấy, thì người ta đi nhẹ giống như là người ta đi ở trên mây ấy. Nó không tạo ra cái tiếng động, nó không tạo ra cái sự thô. Mà cái tâm người ta mà khinh an ấy, thì người ta sẽ, nó sẽ rất là nhẹ nhàng, nó thể hiện ra một cái lời nói nó nhẹ nhàng, thanh thản, thanh thoát. Người ta từ cái tất cả mọi cái hành động cử chỉ của người ta nó cũng rất là nhẹ nhàng, nó vừa vặn. Thì đấy là nó gọi là sự khinh an, khinh là nhẹ nhàng. Thì bây giờ mà muốn có cái sự khinh an như vậy, muốn có cái sự khinh an như vậy thì nó sẽ có 7 cái pháp, nó làm phát khởi lên cái khinh an. Thứ nhất là dùng thực phẩm bậc thượng là làm sao? Thực phẩm bậc thượng tức là ăn cái gì ngon nhất ấy. Chứ bây giờ mà cái thân thể của mình ấy, nó bất an, ngồi nó cứ dọ bên này, nó dạo bên kia, là nó làm sao? Nó bị suy dinh dưỡng ấy. Người suy dinh dưỡng ở trong người ta có an không? Cái người mà đang đói bụng thì cái mặt nó cứ nhăn nhó. Mà lúc đấy mà mình nói chuyện với cái người mà đang đói thì họ có nói chuyện nhiệt tình không? Họ nói không nhiệt tình, nó không vui, không cười được, mà nó hay cáu gắt. Cái người mà cái bụng mà đang đói thì nó hay cáu gắt. Cho nên là cái người mà sức khỏe mà kém đó, sức khỏe mà kém bảo người ta đi làm cái gì, người ta cũng làm một cách uể oải. Thế người ta làm cái gì nó cũng nặng nề, hành động nó cũng thô lỗ, nói năng thì nó cũng thô lỗ. Thế bây giờ mình thấy cái người ta thô lỗ như vậy mà muốn giảm bớt cái tính thô của người ta đi thì làm sao? Thì cho ăn thật ngon. Cho người ta ăn thật ngon mà nó sẽ bớt đi. Bây giờ có người nào người ta ghét, người ta hay mắng hay chửi mình, bây giờ muốn cho người ta hết cái đấy đi thì làm sao? Thì cho người ta ăn thật ngon mà. Ăn thật ngon rồi thì người ta có ghét nữa không? Mà anh muốn người ta quý mình quá trời luôn. Thì dùng thực phẩm bậc thượng là nó sẽ làm cho cái thân nó thoải mái, nó thanh thản, nó khinh an, nhẹ nhàng, thân tâm nó đều thoải mái. Thế là thứ nhất là ăn ngon một cái là nó sẽ được thoải mái luôn, không còn khó chịu nữa. Ở trong một cái khí hậu tốt, ấy. Nhưng bây giờ mình mà nóng thì mình cảm thấy cái người mà ở trong một cái khí hậu tốt, người mà bây giờ béo mà người ta ngồi mà mồ hôi nó cứ dầm dề ra, thì người ta có thanh thản nhẹ nhàng không? Người ta rất là cau có, khó chịu. Thì ở trong trời nóng thì cho ở điều hòa, trời lạnh thì cho ở cái nơi mà nó ấm áp. Nên ở trong một khí hậu tốt, giữ tư thế thoải mái, giữ một cái tư thế người mình nó thoải mái, đừng có gò ép. Ví dụ như là khi mình ngồi thiền vậy, ngồi thiền thì mình ngồi ở cái tư thế nào mình cảm thấy nó thoải mái, dễ chịu nhất. Chứ mình đừng có cố gắng là phải ngồi kiết già, cố gắng giữ lưng cho thẳng. Cái sự cố gắng đấy nó sẽ tạo ra cái bất an, khó chịu. Muốn khinh an thì cứ thoải mái, tư thế thoải mái, làm theo trung đạo. Trung đạo là nó vừa trung bình, đừng có căng quá, đừng trùng quá, đừng mạnh quá, đừng có mạnh mẽ quá, đừng yếu ớt quá. Tránh những người hung hăng, phải tránh những cái người mà người ta hay gây sự, những người mà người ta nóng tính, những người mà người ta hay sân, tránh những người đấy. Chứ bây giờ mình đang ung dung, đang thanh thản, đang dạo bước đi, có người người ta quát mình một cái là chăng? Bắt đầu mình phải dùng người lên, tự nhiên nó trở thành bất an. Mình đang thanh thản, đang nhẹ nhàng, đang hồn nhiên vô tư như thế này, bị người khác người ta mắng cho một câu thì còn hồn nhiên được nữa không? Tự nhiên lại cảm thấy nó căng thẳng, nó mệt mỏi nha. Mình phải tránh, ở đâu mà có những người đấy mình đừng có thân cận, đừng đến gần. Gần những người có cái thân hành an tịnh. Thế thì mình thân những cái người nào mà người ta an tịnh, người ta ít thô tháo, thì là cái người đấy là an tịnh. Thì mình có thân cận cái người đấy cũng yên tâm. Người này người ta sẽ không mắng mình, không chửi mình, không gây sự với mình, người ta không có công kích, không làm hại mình. Gần những người như thế thì mình mới cảm thấy nó an ổn được, thì mình mới có thể thư giãn được.
Chứ còn bây giờ mình ở gần cái người mà lúc nào người ta cũng soi mói mình, lúc nào người ta cũng sẵn sàng bắt nỗi mình, lúc nào người ta cũng sẵn sàng mắng chửi mình, thì cái tư thế tâm nó sẽ làm sao? Nó luôn luôn phải phòng thủ, nó luôn luôn phải đề phòng, nói cái gì cũng phải đề phòng, phải liếc mắt nhìn xem là cái cảm xúc của người kia, người ta đang vui hay người ta đang buồn. Lúc nào phải suy xét cái tâm người kia, bắt đầu mới dám hành động, làm cái việc gì mà nó cũng phải quan tâm, không biết là làm cái việc này cái người kia người ta phải bắt nỗi mình hay không. Thì luôn luôn bất an như vậy, thì những người như vậy mình phải tránh, thì cái tâm mình nó mới an tịnh được. Và quyết tâm đối với khinh an, quyết tâm đối với cái sự thanh thản này. Đấy, nó bảy cái pháp mà nó làm cho mình được khinh an, tức là nó làm cho mình được nhẹ nhàng và thanh thản. Và trong cuộc sống có nhiều lúc mình cảm thấy nó áp lực và căng thẳng không? Nó có những lúc mình mà sống ở trong một cái môi trường gì đó mà nó có nhiều cái sự áp lực do mình phải lao động nhiều, áp lực do mình có quá nhiều cái công việc, quá nhiều phận sự, hoặc là áp lực do cái người khác người ta áp đặt, người ta ức chế mình. Nếu nó có nhiều cái áp lực như thế thì bây giờ muốn giải tỏa cái áp lực đấy bằng cái cách là đó là mình phải có cái sự khinh an. Và giờ muốn có khinh an để làm gì? Đi ra nhà hàng ăn một bữa thật ngon, và mắc điều hòa vào ngủ cho nó thoải mái, đi thư giãn, đi bộ dạo, chơi bơi biển ấy. Nên xong là những cái người nào ghét mình loại thật xa ra, tránh thật xa ra. Ở nhà có ai ghét không? Nhà có ai ghét thì vào chùa, đi vào chùa cho nó không ai ghét, trong chùa chẳng ai ghét ai cả. Hỏi mấy người trong chùa mà xem, không ai quý ai, không ai ghét ai, ai từng dưng bình thường với ai hết. Nên là mình tránh được những người hung hăng ấy, gần những người an tịnh và quyết tâm đối với khinh an, thế nên mình có được cái sự thanh thản. Cái người hành thiền vậy, lúc nào mình cảm thấy áp lực căng thẳng thì mình cũng phải giải tỏa bằng cái cách như thế. Có bảy cái cách để giải tỏa ha. Giải tỏa cái sự căng thẳng này. Thế nào để phát khởi được định? Định là cái tâm của mình nó định tĩnh, nó không bị rối loạn, nó không bị dao động. Khi mình tinh tấn quá là nó cũng khởi lên cái dao động. Khi mình vui quá, mình hoan hỉ quá, nó cũng khởi lên cái dao động. Khi mà mình, cái trí tuệ của mình nó thái quá, nó cũng trở nên dao động. Cho nên là có những cái người ta chỉ học cái lúc ấy là tiếp thu trí tuệ rồi, suy luận là tiếp thu trí tuệ, đấy nó là văn tuệ. Mà người ta không có quân bình lại được là bắt đầu cái tâm nó cứ loạn, cứ rối loạn. Nên cho nên là cái người mà học nhiều mà người ta không có biết cách như xả bớt ấy, thì người ta bị stress nhiều. Cho nên là phải biết cách quân bình nó lại bằng cái cách là phát khởi lên cái định. Thì bây giờ muốn cho nó bớt cái căng thẳng, muốn cho nó bớt cái dao động, cái bất an đấy, bằng cái cách làm cho cái tâm nó định tĩnh lại, thì nó có 11 cái cách để nó phát khởi được cái định này. Đó là cũng thứ nhất là làm sạch nội ngoại xứ, đó là vệ sinh thân thể và phòng chỗ ở, thiện xảo về tướng. Khi mà thiện xảo về để mà phát triển, mình chú tâm vào hơi thở để phát triển lên cái nimitta, quân bình các căn, tín tân niệm định bệnh ở cái mức độ trung bình, chế ngự tâm đúng lúc. Cái lúc nào mà tâm nó quá căng thẳng thì mình chế ngự nó đã. Biết cách chế ngự cái tâm, đừng để cho nó đừng để cho nó cái, ví dụ mình vui mình đừng để cho nó vui quá, khi buồn đừng để cho nó buồn quá, tinh tấn đừng để tinh tấn quá, giải đãi đừng để giải đãi quá. Nó biết chế ngự tâm đúng lúc, tu tập tâm đúng lúc. Cái lúc nào mình cần phải nhiếp tâm đã, chú tâm vào đối tượng, tu tập tâm đúng lúc, khích lệ tâm đúng thời. Tự mình phải biết khích lệ cái tâm mình nhá, biết khích lệ cái tâm. Bây giờ mình ngồi mà bắt đầu mà cái tâm của mình nó mà khởi lên cái loạn một cái là mình phải mà là mình phải giảm bớt nó xuống, mình tự mình giảm bớt nó xuống. Hoặc là cái lúc nào cái tâm của mình nó đang tốt, mình cũng phải biết cách khích lệ cho nó tốt hơn nữa. Mà bắt đầu nó có cái sự tinh tấn rồi, tự mình biết cách khích lệ mình khích lệ mình, cố gắng mai tinh tấn thêm một chút nữa. Ví dụ hôm nay mình ngồi thiền được 2 tiếng rồi, mình cảm thấy hoan hỉ rồi, mình phải khích lệ, mai ta sẽ cố gắng ngồi 2 tiếng nữa. Khi ngồi được 2 tiếng nữa mình khích lệ mình, mai hôm nay ngồi như thế này
tốt rồi, mai chàng sẽ cố gắng ngồi đến 3 tiếng. Mình khích lệ mình lên một tí, mình cứ khích lệ. Đấy là mình biết cách khích lệ cái tâm của mình. Cái người mà không biết cách khích lệ tâm là mình không có tiến bộ xa được. Mình chờ mà có ai khích lệ mình thì người khác cũng có thể là do người khác khích lệ, nhưng mà cũng có thể do mình khích lệ. Giống như là một cái đứa trẻ con ấy, mình muốn nó làm được những việc tốt ấy, thì đầu tiên là mình hướng dẫn cho nó làm. Lúc mà nó không chịu làm thì mình phải ép nó, mình phải bắt nó phải làm. Khi mà nó làm được rồi, tốt rồi, thì lúc đấy mình muốn nó tốt hơn nữa, mình khích lệ nó lên, khích lệ thưởng. Ví dụ như mình thưởng cho nó, năm nay đứa nào mà học giỏi thưởng cho nó cái giấy khen, thì năm sau nó lại cố gắng, nó cố gắng để nó học tốt hơn nữa. Hôm nay mình mà thực hành được tốt rồi, mình khích lệ, mình thưởng cho mình một cái, mình thưởng cho mình một bữa ăn ngon, là hôm sau nó lại thích tinh tấn tiếp. Mình thưởng, mình khích lệ mình, tự mình phải biết như vậy, khích lệ tâm đúng thời, nhìn mọi sự với tâm xả. Thì cái tâm xả ở đây có nghĩa là tất cả mọi sự, cái việc gì nó tốt và cái việc xấu, mình không bị dao động với nó, thì đấy là giữ nhìn mọi sự với tâm xả. Ví dụ như là có những cái việc nó rất là tốt, ví dụ như cái việc ngoại cảnh ở bên ngoài, có những cái người người ta quý mình, có những người người ta tán thán mình, có những cái người người ta rất là yêu ái mình, thì mình cũng phải giữ cái tâm xả, đừng có thấy vậy mà lại khởi lên cái tâm bị dính mắc, bị hoan hỉ quá chẳng hạn. Mình không hoan hỉ quá với những cái được, mà cũng không sầu muội với cái mất, thì đấy gọi là cái tâm bằng tâm xả. Xả với mọi sự, hoặc là mình đang bị tổn hại cái gì, đang bị tổn thất, đang bị mất mát cái gì, thì mình cứ coi nó bình thường, dừng dưng thôi. Giữa cái được với cái mất, cái hơn với cái thua, cái yêu với cái ghét, cái khen với cái chê, mình đều có cái tâm dừng dưng như nhau, thì đấy là nó có được cái tâm xả. Ai yêu cũng bình thường, ai ghét bình thường, ai khen bình thường, ai chê bình thường. Không có giận, không có hờn, không có yêu, không có ghét nặng. Nhìn tâm, nhìn mọi sự về tâm xả, tránh người không định tính. Không, những cái người làm người ta thô lỗ là người ta không định tính, thì mình không nên thân cận với người định tính. Với cái người mà thô tham, thân cận người định tính, mình thân cận những người người ta định tính, người ta ít nói ít cười. Những người nào ít nói ít cười, ít ba hoa thì là cái người đấy định tính. Còn những người nào nói nhiều, cười nhiều, ba hoa nhiều, nói những cái chuyện nhảm nhí, chuyện vô ích nhiều, thích năng xăng đi đây đi đó, làm việc nọ việc kia, đủ mọi cái chuyện trên trời dưới đất, cái chuyện gì cũng biết, cái chuyện gì cũng muốn nói, thì cái đấy là người không định tinh. Mười là ước muốn chứng thiền và giải thoát. Nếu mình hành thiền mình mà không có cái ước, không có cái ước muốn, thì nó sẽ không mạnh mẽ. Nên trong tâm mình nó vẫn phải có một cái ước muốn, ước muốn được giải thoát, ước muốn được chứng thiền. Thì cái sự tu tập là như vậy, mình khởi lên cái ước muốn giải thoát, ước muốn được chứng ngộ niết bàn, thì là mình sẽ đi đúng cái con đường. Nhưng mà có những người mình lại ước muốn có thần thông, thì là mình dễ bị đi lạc đường. Mình ước muốn là mình có những cái năng lực đặc biệt để mình làm những cái việc này việc kia, những cái việc nặng, những cái hiếu kỳ, những cái điều kỳ lạ, thì cái đấy nó lại có sai. Ước muốn như vậy là đi, mình sẽ đi sai đường, đi tà pháp. Mà ước muốn chứng thiền và giải thoát thì lại được, mình thấy đấy là đúng pháp, nó là cái pháp thiện pháp. Còn nếu mình ước muốn những cái bất thiện thì mình sẽ không tốt, nó sẽ làm chứng ngại ngay. Và quyết tâm đối với định, quyết tâm để mà đạt được định, chứng đắc được định. Thế là 11 cái pháp nó sẽ sinh khởi được cái định, cái định của mình nó sẽ trở nên vững mạnh. Còn một pháp nữa là xả. Xả có nghĩa là cái tâm của mình nó không yêu, không ghét, không vui, không buồn đấy.
cái tâm của mình nó thản nhiên, nó vô tư, cái tâm bình bình thản, bình thản trước mọi sự. Thì bây giờ muốn có được cái tâm như vậy thì mình phải, thì nó có năm cái nhân sinh ra cái tâm đó: giữ tâm xả đối với các hữu tình. Hữu tình đó là người hay là vật ấy. Mình có hữu tình với người xả, tức là thấy cái người người tốt mình cũng bình thường, người xấu cũng bình thường. Đấy là các cái loại hữu tình ấy. Có khi các cái loại hữu tình thì nó có cái, nó có nhiều các cái vấn đề trái ngược nhau, đối lập nhau, có xấu có đẹp, có yêu có ghét, có hay có dở. Nhưng mà mình giữ cái tâm thản nhiên, thản nhiên đối với các loại hữu tình như vậy bình thường. Giữ tâm xả đối với các hành, các cái hành của mình là những cái hành động của mình ấy. Ví dụ như mình làm một cái việc gì đó nó tốt, một cái việc gì đó nó xấu, thì bây giờ mình phải giữ cái tâm xả. Đó là làm việc, mình có làm được việc tốt, nó có nhiều kết quả, nhưng mình đừng có tự kiêu, đừng có ngã mạn, đừng có hoan hỷ, đừng có khen mình, đừng có chê người, đừng có so sánh, đừng có nghĩ là ta làm được việc tốt, ta thật là tài năng, ta thật tài giỏi. Thì cái đấy là mình đã bị tham ái và dính mắc đối với cái hành động của mình. Hoặc là mình làm một cái việc không tốt thì bắt đầu mình sinh ra cái hối hận, bất an, ta đã làm một việc xấu, ta đã làm một cái việc không nên làm, ta đã làm kém cỏi, ta đã làm thật là đáng trách. Thì cái tâm đấy nó cũng sẽ bất an. Vậy thì cái giữ tâm xả đối với các hành, có nghĩa là những cái hành động của mình nó tốt thì cũng bình thường, mà mình đỡ nó không tốt cũng bình thường. Vậy thì cái người hành thiền mà phải có cái tâm xả đối với cái hành động hành thiền của mình. Mình hành nó có tiến bộ, đừng có tự mãn, đừng có hoan hỷ sớm. Mà mình hành nó không tiến bộ, đừng có lo lắng, đừng có bất an, đừng có tự trách mình. Mà mình diễn đó là chuyện bình thường, tiến hay là lùi hay là không tiến cũng bình thường thôi, thản nhiên vô tư. Mình thấy người khác tốt xấu, tiến bộ hay là không tiến bộ, mình cũng nên bình thường, đừng có so sánh mình với người. Thì đấy là giữ tâm xả đối với các cái hành, là những cái hành động của mình. Mình giỏi đừng nghĩ là mình giỏi, mình dốt đừng nghĩ là mình dốt, đừng có so sánh là người kia dốt mình giỏi, nên tự nhiên mình sinh ra tự ti. Mình nghĩ là người kia nó sẽ sinh ra kiêu mạn, mình nghĩ là người kia dốt mình giỏi thì kiêu ngạo, mình nghĩ là người kia giỏi mình dốt là sinh ra tự ti. Vậy bây giờ mình đừng nghĩ người kia dốt, đừng nghĩ người kia giỏi, mình không nghĩ mình giỏi với người kia, mình sẽ thấy nó có cái tâm, nó có cái sự bình đẳng giữa mình với người, nó chẳng có cái gì khoảng cách. Đấy là cái tâm xả, nó sẽ làm cho mình an nhiên tự tại như vậy. Tránh người nhiều tình cảm. Đấy, cái người mà hay có cái tình cảm ấy, cái người mà nặng tình cảm ấy thì là ban đầu là nó hay sinh ra cái tâm dính mắc quan tâm. Ví dụ người ta đến, người ta quan tâm đến mình từng ly từng tí. Đấy, thế mà mình mà không quan tâm là người ta hờn, thôi đi, người ta hờn, người ta dỗi, người ta trách. Thì cái người này nó rất dễ làm cái chướng ngại như vậy. Thế thì cái người mà nhiều tình cảm ấy, mà mình lại không tình cảm lại thì người ta tủi thân. Nhưng mà mình mà tình cảm lại một cái là nó dính mắc với nhau, xa thì nhớ, gần thì thương. Thì cái người mà thô lỗ quá thì cũng phải tránh, phải không? Mà cái người mà tình cảm quá thì sao? Giữa cái người thô lỗ quá với người tình cảm quá thì bây giờ mình chọn người nào? Có hai người đến với mình, một người thì ghét mình vô cùng, một người thương mình vô tận. Bây giờ mình chọn ai? Mình phải tránh cả hai, phải tránh cả hai cái người đấy ra. Mình đừng có chọn ai hết, tránh người nhiều tình cảm, thân cận người có tâm xả. Mà giờ mình phải thân cận với những người có tâm xả. Người có tâm xả, mình muốn biết người tâm xả làm sao, mình thử đến mình tình cảm với người ta xem người ta có tình cảm lại không. Nếu mình tình cảm người ta tình cảm lại thì chạy. Cái người này là người dễ dính. Sau này thử lại là mình thử mắng người ta, chê người ta một cái xem là người ta có tức không. Mình thấy người ta tức, người ta sùng sùng, người ta nổi khùng lên là tránh ha. Thì đấy là cái người không có tâm xả, là người ta sẽ có hai cái biểu hiện, đó là ái ố, yêu hoặc ghen, nó rất là mạnh. Còn những người có tâm xả ấy, dù mình có tán thán, có khen ngợi người ta, có định người ta thản nhiên dừng bình thường. Hoặc là mình có chê bai người ta hay là
mình có ghét người ta không ghét lại, mình có yêu người ta không yêu lại. Thì đấy là cái người có tâm xả, mình mà chơi với cái người đó thì yên tâm, thân cận với cái người như vậy thì mình yên tâm, không bị yêu và không bị ghét, không rơi vào hai cái đấy, thì giữ được cái tâm xả. Và quyết tâm đối với xả, mình quyết tâm giữ cái tâm xả thì nó sẽ xả. Đấy là năm cái pháp để nó sinh khởi lên cái tâm xả. Tâm xả này nó thản nhiên như vậy. Tiếp theo là một cái pháp nữa là khích nệ tâm đúng. Khích nệ tâm, lúc cần khích nệ. Có những cái lúc mình cần phải khích nệ tâm. Khi lười biếng chán nản khởi lên cần tác ý đến sự khẩn trương gấp rút. Thế là cái phần này. Có những cái lúc mà cái lười biếng nó khởi lên thì lúc đấy mình muốn thoát ra khỏi sự lười biếng thì mình phải nghĩ đến cái khẩn trương, đến cái sự gấp rút. Nhưng bây giờ có những người mà người ta đang ngồi chơi, đang ca hát, đang nhảy múa, đang hò reo, đang ngồi xem phim, đang mải chơi, mà có một cái người hô rằng là có sóng thần nó đang về nó cuốn trôi đi, thì có ai còn cái tâm trí nào mà ngồi đấy chơi không? Tâm trí nào ngồi nghe nhạc xem hát không? Ngồi nhậu không? Nên bắt đầu co càng chạy hết. Thì khi mà cái nước nó đến chân rồi ai phải nhảy hết mà. Thì cái người mà khởi lên cái tâm gấp rút là vậy. Cái tâm gấp rút thì bắt đầu mình nghĩ đến cái chết. Mình nghĩ đến có cái người mà người ta đang khỏe mạnh, người ta đang người ta chết. Thì bản thân người ta cũng chẳng biết là mình đang chóng chết như vậy. Hôm nay mà họ chết mà ngày hôm qua họ không nghĩ là mình đã chết. Mình cái cuộc sống mình nó còn ngắn như thế. Họ cứ tưởng là mình còn sống lâu, sống dài, sống mãn. Bây giờ mình vậy, mình cứ nghĩ đến cái chết là nó sẽ gửi đến cái sự gấp rút khẩn trương. Bây giờ một cái gì đó nó đến nó uy hiếp cái sự chết của mình là mình chặn. Đấy, là mình phải dùng hết tâm, hết sức lực của mình để mình thoát ra khỏi cái chết đấy. Thì bây giờ mình cũng nghĩ mỗi một cái ngày nó trôi qua là một cái chết nó sẽ đến gần một chút. Đấy, thì lúc đấy mình cũng phải dùng hết cái khả năng, hết cái sức lực của mình để mình thoát ra khỏi cái sự chi phối của cái sinh tử. Thì mình tiến đến cái giải thoát. Thì mình muốn tinh tấn tu tập thì mình đang ý đến cái chết mà nó sinh ra gấp rút khẩn trương. Tám nhân mà sinh ra khẩn trương gấp rút thì khổ, sinh già bệnh chết. Mình tác ý đến sinh già bệnh chết, tác ý đến nỗi khổ, tác ý đến nỗi khổ của sinh. Sinh ra cũng khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Khổ ở các đoạn xứ, sinh làm súc sinh, địa ngục các quê súc sinh là khổ. Khổ luôn hồi ở trong quá khứ. Mình phải nghĩ là trong quá khứ mình đã khóc rất là nhiều, khóc cha, khóc mẹ. Mà mình đâu có phải khóc một lần, khóc trăm lần, khóc ngàn lần, khóc những người thân đã mất. Thì bây giờ mình dồn những cái nước mắt mà mình đã từng khóc những người thân lại ấy, thì nó phải nhiều bằng nước biển. Nhiều bằng nước biển. Mình đã dồn cái nước mắt mình ở trong quá khứ này nó nhiều như vậy. Thì bây giờ mình ta nghĩ là trong những cái kiếp mình sinh ra làm châu bò húc nhau ấy, rách máu, chảy đầu, vỡ đầu, chảy máu ấy. Hay là những cái kiếp mình đi đánh nhau, đi đánh nhau, đánh giặc, đánh trận. Hay là cái kiếp mình làm trộm, làm cướp, bị người ta bắt, người ta đánh cho sứt đầu, mẻ chán ấy. Thì bây giờ cái máu nó chảy, mỗi kiếp nó chảy một tí. Bây giờ mình dồn những cái kiếp đấy lại, mà tích lũy tất cả những cái kiếp quá khứ mà mình đã từng sứt đầu, mẻ chán, chảy máu ra thì nó cũng bằng, nó cũng tương đương với nước biển. Máu mình đã đổ xuống, máu mình đã đổ xuống nó cũng nhiều bằng nước biển. Thế là cái kiếp luân hồi nó nhiều như vậy, nó dài như vậy, nó bất tận như vậy. Cái khổ đau nó cái khổ đau nó cũng vô tận như vậy. Thì mình cảm thấy nó cái cuộc đời này nó quá khổ. Đấy là tác ý đến nỗi khổ, khổ luân hồi ở trong quá khứ, khổ luân hồi ở vị na. Mình tác ý nếu như đời này, kiếp này sinh ra được làm người, được gặp giáo pháp mà mình không biết tận dụng cái cơ hội này, không biết tận dụng cái thân người này, không biết tận dụng cái kiếp sống được gặp giáo pháp này để mà tu tập, để mà gieo nhân, để mà giải thoát đi, mà mình cứ xuôi theo cõi đời, mình chạy theo cái dục vọng, cái trần gian, chạy theo cái sắc,
thanh hương vị xúc, những cái khả ái hấp dẫn ở đời, cái yêu ghét ở đời, thì cái vòng luân hồi ở trong tương lai nó sẽ, nó cũng nhiều như ở trong quá khứ như vậy. Mình sẽ còn trăm ngàn vạn kiếp sinh ra, mình sẽ còn khóc biết bao nhiêu, là nước mắt nó sẽ còn phải tuôn chảy, nó cũng sẽ còn nhiều như nước biển. Rồi máu mình nó cũng sẽ còn đổ xuống nhiều như nước biển, mồ hôi của mình nó cũng sẽ còn phải tuôn ra nhiều như nước biển này. Thì lúc đấy mình sẽ cảm thấy ghê sợ cái dòng luân hồi bất tận ở quá khứ và bất tận ở tương lai. Nỗi khổ về tìm kiếm cái ăn ở hiện tại, thì mình biết rằng là sinh ra nó có cái thân là nó phải có khổ. Khổ về cái sự hàng ngày, suốt ngày mình thấy ở trên đời là con người ta làm cái này, làm cái kia, nghề này, nghề kia vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái ăn. Đi làm, người ta gọi là đi làm, làm ăn. Nên là cái câu từ làm nó luôn luôn đi với từ ăn. Dạo này làm ăn thế nào? Phải không? Tôi đi làm vất vả quá, có ăn đâu mà. Ngày ngồi ăn có 30 phút, mình đi làm 8 tiếng đồng hồ. Làm thì nhiều mà ăn thì ít. Cho nên là để mà có được một tí để ăn thì mà phải mất rất nhiều thời gian để làm. Có được một bữa ăn ngồi 30 phút thôi mà phải đi làm nành nỗi suốt cả ngày. Bao nhiêu là cái công sức vất vả. Làm cái việc này, làm việc tôi giờ này kiếm được cái việc tốt lắm. Làm cái việc đấy để làm gì? Để có cái ăn. Chỉ khổ về cái ăn thôi. Nếu bây giờ mình sinh ra mình không cần ăn, cứ đến bữa có người cho, có một cái vị thiên thần thì cứ đến bữa mình thích ăn gì bị hóa cho có đi làm nữa. Bây giờ có người ta cho mình một cái bát, xong là mình cứ thích cái gì mình cứ nói là cho ta món này, thì tự nhiên cái bát nó biến này. Và cho ta một món thịt gà nó biến ra thịt gà, hôm nay cho ta ăn xôi nhá nó biến ra xôi, hôm nay cho ta ăn cháo nó biến ra cháo, chúng ta ăn súp nó biến ra súp. Thì lúc đấy mình có cần đi làm nữa không? Lúc này có cần đi làm giám đốc, mà có cần đi làm công an, có cần đi làm công ty nữa không? Thôi nghỉ nhà cho nó khỏe phải không? Bác cái bát đấy đi chơi khắp thế gian này. Cứ đói cái là có cái ăn liền. Vậy thì tất cả cái mà mình khổ sở vất vả làm cái này, làm cái kia, học để làm gì? Học lớn lên rồi còn để có công ăn việc làm. Công ăn việc làm, có việc làm để làm gì? Để có cái ăn, tất cả vì cái ăn thôi. Vậy là suốt đời của mình chỉ vì cái ăn thôi mà. Thì cái đời nó khổ như vậy, khổ vì cái ăn như vậy. Các vị chư thiên người ta có ăn không? Người ta có phải làm không? Các vị chư thiên trên trời người ta không cần làm mà người ta vẫn có cái ăn. Người ta ăn vì do cái phước ấy. Người ta có cái phước, người ta thích cái gì người ta tự, người ta mà thích cái gì thì nó tự hiện biến ra cái đấy. Bây giờ mình sinh ra ở cái cõi người này cho nên là cái phước của mình nó kém. Đã sinh ra làm người nó kém rồi. Bây giờ mình muốn cái gì bắt đầu mình phải đi làm đã. Có tiền bắt đầu mình mới sắm được cái đó. Các vị chư thiên người ta thích cái gì nó tự nhiên nó hóa ra cái đấy. Thích ăn thì nó hóa ra cái đấy. Thích mặc quần áo nó hóa ra quần áo. Thích ăn uống cái gì nó hóa ra thành thức ăn uống. Đấy là những cái đồ nó do ý nó sinh, do phước nó sinh. Nửa cái có người nó khổ vậy suốt ngày đi kiếm ăn. Thế mấy con vật nó có đi kiếm ăn không? Nó suốt ngày nó cứ long tăng đi kiếm ăn không? Chứ có cái lúc nào mà nó được an ổn đâu. Lúc nào cái tâm nó cũng chỉ có ăn không, ăn xong rồi nằm ngủ tí dậy đói cái nó lại đi kiếm ăn, thì thế thôi. Hôm nào mà không kiếm ăn được thì nó cũng khổ lắm, giống như người vậy. Mấy cái ngã quỷ thì lúc nào cũng đói, kiếm ăn mà cứ ăn vào mồm biến mất còn khổ hơn nữa. Cho nên là khổ về cái ăn lắm đấy. Đấy là mình thấy là như thế mình phải thấy nó chán, nghĩ như thế đời nó có cái gì đáng vui không, đời nó đáng vui không, đời nó đáng yêu không, yêu đời không, yêu đời cảm thấy nó nhàm chán, nó chán đời luôn đấy. Nghĩ đến những cái nhân như thế bắt đầu mới tinh tấn để tu, để giải thoát. Đấy là 80 nhân cái tác ý về nỗi khổ, để mà tinh tấn mà thực hành để mà thoát khổ. Bây giờ mình có thấy cái khổ thì mình mới muốn thoát khổ, chứ còn mình không thấy khổ mình đâu có thoát. Mình có người bảo đời này, toàn cái hạnh phúc như vậy, bao nhiêu cái niềm vui như vậy không hưởng thụ, mình lại đi bỏ cái cuộc đời này đi có uổng phí không?
Đấy, tại vì người ta không thấy cái khổ, người ta lại thấy cái khổ đấy, người ta lại tưởng là vui. Đấy, nhưng mà thực ra là đang vui trên cái khổ. Nhìn tâm với thái độ xả, hay là với thái độ xả, xả với cái ngoại cảnh bên ngoài. Đây là nhìn tâm với thái độ xả, xả với cái tâm của mình nhé. Giống như một cái người đánh xe, khi những con ngựa đang tiến, con ngựa tiến đều thì không cần thúc giục, không cần kìm hãm. Cũng vậy, khi mà tâm thiền đang phát triển tốt thì không cần khích nệ, không cần chế ngự. Vậy thì có lúc mình cần khích nệ, có lúc cần chế ngự, nhưng có lúc không khích nệ và có lúc không chế ngự. Có những lúc mình khen, có lúc phải chê. Như vậy ai làm tốt thì mình khen, ai làm xấu mình chê. Nhưng mà chả lẽ ngày nào cũng khen, ngày nào cũng chê à? Bây giờ người ta làm tốt thì ngày nào cũng khen, khen nhiều chắc nó quen rồi đấy. Khen nhiều nó quen, bây giờ ai ngày nào người ta cũng khen mình phải không? Lần đầu tiên nghe khen thì thích mà. Ngày thứ hai thì nó khích nhưng mà nó không bằng hôm trước. Khen liền 5-7 ngày là bắt đầu nó chán, ngày mai nó dừng dưng. Mà bây giờ mình chê, chê nhiều nữa là nó cũng chơi chơi đâu. Hôm đầu tiên thì nó khó chịu một tí, nhưng mà phải ngày nào cũng nghe cái chê nhiều thì thấy nó bình thường. Đấy, thì cái tâm mình vậy, nếu mình cứ thúc giục mãi nó cũng sẽ trở nên nó bị trơn lì, nó mất giá trị luôn. Cho nên là thỉnh thoảng thôi mới thúc giục, thỉnh thoảng mới chế ngự. Còn có những lúc mình phải giữ cái tâm bình thản như vậy, không thúc giục và không có chế ngự. Đấy, không cần thúc giục thêm, không cần chế ngự thêm, cứ để cho nó tiến đều như vậy. Nhưng có cái lúc mình đi xe, có những lúc mình cần phải vặn ga tăng lên, có lúc phải đạp phanh cho nó chậm lại, nhưng mà có lúc mình giữ đều như vậy. Đấy, thì trong cái lúc mà mình thực hành, trong lúc hành thiền, có lúc mình cần phải chú tâm mạnh vào tăng lên, có lúc phải nới lỏng nó ra, đấy là phanh lại giảm xuống. Có lúc nó đang bình thường thì cứ để cho nó bình thường, cứ để cho nó bình thường như vậy. Thì đấy là nhìn tâm với cái thái độ xả. Tránh những người không định tĩnh, người ta là tránh người không có định tĩnh, những người không biết đến giáo pháp. Có những người người ta không biết đến giáo pháp mà người ta thấy mình cứ nỗ lực thực hành giáo pháp thì họ làm sao? Họ sẽ nghĩ mình giống như là một cái người không bình thường. Họ sẽ chê bai, họ sẽ chỉ trích, họ sẽ nghĩ là mình đang sống như là một cái gì đó nó tiêu cực. Đấy là người không biết đến giáo pháp. Với một cái người biết đến giáo pháp, hai người đấy sẽ khó hòa hợp được với nhau. Những người đa đoan thế sự, có những người thì quá là bận rộn công việc, đa đoan thế sự, thì người ta đam mê thế sự, người ta yêu thích thế sự, người ta thích làm những cái việc thế sự. Thế thì những cái người đấy, người ta sẽ không có để tâm đến cái việc hành, đến việc tu tập, đến việc thực hành giáo pháp, tu tập giáo pháp. Hoặc là những người có tâm loạn động, như những người bị rối loạn tư tưởng, người tâm lúc nào nó cũng bị động, người ta tĩnh không được, người ta ngồi nó không yên, người ta không lúc nào, người ta cứ phải nói liên tục, người ta cứ phải hoạt động liên tục, người ta không chịu được cái sự im lặng, người ta không chịu được cái sự yên tĩnh, thì cái người đấy nó bị loạn động. Thì ba cái người như thế nó sẽ làm chứng đạo. Thế muốn hành thiền thì tránh những người không định tĩnh, ba hạng người. Thân cận người định tĩnh, thân cận những cái người nào mà người ta định tĩnh thì được. Thỉnh thoảng đàm luận giáo pháp với những người đã dẫn thân trên cái đường xuất ly, tức là những cái người mà đã có cái sự giải thoát đấy, ví dụ những cái bậc thánh giải thoát. Thì mình phải thân cận để đàm luận giáo pháp những người đã đắc thiền, những người đã đắc định, hoặc là những người đã đắc định. Có những người thì đã đắc đến đạo quả thì là những người đã giải thoát, những người mới đắc định nhưng chưa đắc đến đạo quả thì là những người đấy mình có thể thân cận để học hỏi những cái kinh nghiệm, để có thể trao luận, đàm luận và trao đổi cái kinh nghiệm để tu tập. Đấy là những người cần thân cận. Cái thứ 10 là quyết định đối với định. Quyết định đối với định có nghĩa là sống với định, chết với định. Sống ngày nào thì hành thiền ngày đấy, khi nào chết thì chết trong tư thế hành thiền.
đấy là quyết định của người định, coi việc hành thiền là quan trọng. Bây giờ mình phải coi việc hành thiền mới là quan trọng, mọi việc khác không quan trọng. Việc khác việc gì cũng không quan trọng, không quan trọng bằng cái việc hành thiền. Cho nên là cái việc hành thiền mình phải ưu tiên, phải sắp xếp cái thời gian nhiều nhất thì mình mới phát triển được thiền. Bây giờ giữa cái việc hành thiền với cái việc hành tiền, hai cái hành này thì mình thấy cái nào quan trọng? Hành tiền quan trọng thì đừng hòng mà đắc được thiền. Có mà tu nó chỉ là vào đến cận định thì không bao giờ nó đắc được đến sơ thiền. Những người mà còn ham tiền ấy, nếu mình có thể hành thiền nhưng nó chỉ đắc đến cận định, nó vẫn có ánh sáng, nó duy trì được 2-3 tiếng, 3-4 tiếng nhưng nó vẫn không đắc được sơ thiền, tại vì nó vẫn còn yêu tiền hơn. Thì cái việc đấy mình chưa cho coi cái việc hành thiền là quan trọng, là cái sự nghiệp của mình, là cái tối hậu, là cái cần thiết. Cái tâm mình không ni được cái dục. Tiền là gì? Tiền là dục. Vì có tiền thì mình mua được những cái dục vọng, mình ước muốn cái mình có tiền mình sẽ mua cái sắc, mua thanh, mua hương, mua vị, mua xúc. Vì mình càng có nhiều tiền thì tham dục nó càng nhiều. Vậy thì còn chứng thiền là gì? Chứng thiền là ni dục. Ni dục vậy thì nó sẽ khác nhau. Mình còn tham dục, làm sao mình đạt được cái ni dục? Hai cái nó sẽ khác nhau như vậy. Ni dục, ni ác, bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hiện đang do ni dục sinh, về tâm, về tư. Đấy là coi thiền là quan trọng nhất thì mình sẽ đắc thiền. Hướng tâm về định, tâm lúc nào cũng chuyên nhất trên một đề mục, nương tựa vào định. Sống mình nương vào định, chết thì mình cũng chết với định, chết với cái tâm định này, nương tựa vào định. Định cái pháp thiền này nó sẽ đi với mình đời đời kiếp kiếp, đời này kiếp này, mãi mãi mình nương vào định đấy, mình sống trong cái sự an lạc. Cho nên là cái thời xưa, mà cái thời chưa có giáo pháp của Đức Phật, các vị đạo sĩ thỉnh thoảng người ta đi tu, người ta sẽ vào rừng người ta tu. Người ta sẽ vào rừng người ta tu, và khi người ta đắc định rồi thì người ta vẫn sẽ sống ở trong rừng đấy cho đến trọn đời rồi. Người ta từ bỏ hết sự nghiệp thế gian. Cho nên trong kinh sẽ có rất nhiều những cái câu chuyện tiền thân. Còn Đức Phật từng làm vua, sau đó thì Ngài từ bỏ cái sự nghiệp và đế vương và đi tu. Thì một là Ngài ở trong rừng, hai là Ngài ở trong cái khu vườn ngụ uyển nào đấy, để phải buông bỏ thế sự. Thì đấy là sống nương tựa vào định, khuynh hướng định. Tâm lúc nào cũng hướng đến cái sự đắc định, khuynh hướng cũng như là mình làm cái việc gì mình cũng hướng đến cái sự chứng đắc định. Ví dụ như là hôm nay mình đi bố thí thì mình cũng phát nguyện là nhờ cái công đức bố thí này cầu mong cho con sớm đắc thiền, đắc định và chứng đắc niết bàn. Rồi là mình làm cái việc gì mình cũng hướng đến một mục tiêu như vậy. Ví dụ như là hôm nay mình phải đi nấu ăn, và hôm nay ta sẽ làm cái món ăn này, ăn để lấy sức, còn hành thiền để cho nó đắc định. Xong là cái nhà này nó hỏng này phải sửa này, mình ta phải có cái nhà này ở để hành thiền cho tốt, để cho nó đắc định. Nhưng bắt đầu là thôi hôm nay ta phải đi làm cái việc này việc kia, mình làm cái việc gì mình cũng hướng đến cái mục tiêu này, vì để đắc thiền đắc định mà làm. Thì làm cái việc gì cái tâm nó cũng khuynh hướng về cái mục đích tiêu đấy, nó khuynh hướng về cái mục đích đấy. Thì đấy là nó là khuynh hướng, tâm nó khuynh hướng về định. Đấy là 10 cái thiện xả. Đấy là 10 cái thiện xả để đắc định, 10 cái thiện xả để phát triển. Đây, bây giờ mình tóm lại 10 cái thiện xả này ha. Ai mà ghi nhận, nhớ được 10 thiện xả này, áp dụng được 10 thiện xả này thì sẽ phát triển được định. 10 thiện xả để phát triển định và để chứng đắc thiền. Một là làm ra sạch nội ngoại xứ. Có nhớ sạch nội ngoại xứ là gì không? Rồi ha, mai cạo hết tóc đi ha, cắt hết móng tay ha, cho nó sạch sẽ và quân bình các căn, tức là tín tân niên định tuệ ấy, là nó vừa phải. Thiện xảo về định tướng, thiện xảo khéo làm phát sinh khởi định tướng nhé. Nỗ lực tâm khi cần nỗ lực, khi nào thì mình cần nỗ lực? Nỗ lực là tinh tấn nhé. Khi mà nó lười nó khởi lên một cái, nhàm chán nó khởi lên phải nỗ lực. Chế ngự tâm khi cần chế ngự, khi nào mình cần chế ngự nào? Khi nào nó tinh tấn quá, khi nào nó hoan hỷ quá, khi nào mà nó tuệ nó mạnh quá thì chế ngự nào. Khích nệ tâm khi cần khích nệ, có những cái lúc mình cần phải khích nệ, cái lúc mà nó làm được cái việc thật.
thấy nó tiến bộ rồi khích lệ thêm một tí, khích lệ tí tí thôi, đừng khích lệ quá. À, nhìn tâm với thái độ xả, à, nhìn cái tâm của mình ấy. Ví dụ có những lúc mình phải không khen không chê, à, không kiềm chế mà mình cũng không có thúc giục, cứ để cho nó trôi chảy một cách tự nhiên. Đấy là có những lúc mình cứ để cho nó trôi chảy một cách tự nhiên. À, tâm với thái độ là tránh người không định tính, à, những người mà người ta thô lỗ, à, dao động, thân cận người định tính, à, gần những cái người mà người ta tĩnh nặng. À, gần những cái người mà người ta im lặng, người ta không nói năng gì, gần ai người ta không nói không cười gì cả, à, thì tốt. Người nào mà nói quá cười quá là tốt. Dao động, quyết định đối với định, là lúc nào mình cũng quyết tâm, à, với định, à, rồi là khuynh hướng về định, thì đấy là 10 cái thiện xả này thì sẽ thực hành cái đắc thiền và đắc định này. Tiếp theo là có 4 cái ẩn dụ, 4 cái ví dụ cho cái việc hành thiền. Ví dụ là một con ong này, một đóa hoa đang nở trên cây, một con ong bay đến một cách vội vàng nên quá đà, quay lại thì hết mật. Bây giờ có một bông hoa nó nở, một đàn ong kéo nhau đến để hút mật đấy. Cái con nào cạnh mình có sức mạnh này, nao vù một cái bay đi trước, nhưng mà đến nơi không kịp dừng lại, bay vụt qua. À, thì khi mà bay vụt qua rồi mới quay đầu trở lại thì hết sạch mật rồi. À, một con bay chậm quá đến nơi hết mật, một con thì cứ nhẩn nha thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh ấy. À, không đi đâu mà bộ, đến nơi thì những con khác nó ăn sạch hết mật rồi. Còn một con bay vừa vừa, à, thì đến nơi được hưởng vị mật. Thế cái người tu tập vậy á, khi hành thiền cũng vậy, chú tâm mạnh quá sẽ sinh ra trạo cực, chú tâm yếu quá thì mất đối tượng. Vì vậy phải giữ tâm vừa vừa thì sẽ đắc thiền. À, chúng ta vừa vừa thôi, đừng có tinh tấn quá, đừng giải đãi quá. Là ẩn dụ về con ong. Ẩn dụ thứ hai là về mổ lá sen. Một nhà y sĩ tập mổ đặt một cái lá sen vào chậu nước, dùng dao mổ trên mặt lá. À, một người mổ mạnh quá thì thủng lá. Lá sen đặt trên chậu nước mà mình sao mổ nó. Người mà mổ nhẹ quá thì không đứt. Một người đưa cái dao vừa vừa thì tạo nên được cái vết mổ trên lá sen vừa phải. Cái thời ngày xưa mà mấy cái người mà học người y ấy, người ta sẽ tập mổ, người ta sẽ mổ được lá sen. Khi nào mà mổ được lá sen là thiện xảo rồi, là cho có thể cho đi phẫu thuật được. Ai mà có cần phẫu thuật là cái người đấy là một y sĩ giỏi rồi. Người ta có thể mổ các cái động mạch mà người ta không bị vỡ, mổ tim đấy. Thế là kéo cái tơ nhện, ông vua ông ta lệnh hãy kéo cái tơ nhện dài là 4 mét. Người nào mà kéo mạnh quá thì nó đứt. À, người nào mà kéo cái người mà sợ đứt quá không dám kéo thì nó không giãn thì cũng không được. Người dùng biết dùng cái sức vừa vừa thì sẽ kéo được. Người hành thiền vậy, đừng có mạnh quá, đừng yếu quá, biết dùng sức của mình vừa vừa thì được. Một cái ví dụ nữa là đổ dầu. Một người thầy bảo đệ tử là đổ dầu vào bình, không được để rớt. À, một cái người hấp tấp quá thì đổ dầu, đổ mạnh tay quá thì nó rớt ra ngoài. À, người rụt rè quá không dám đổ, à, thì cái dầu nó cũng rớt, rụt rè quá cũng rớt. À, một cái người khéo léo dùng sức vừa vừa thì nó sẽ đổ được vào bình mà nó không bị rớt ra ngoài. À, và một cái người hành thiền cũng thế, một hành giả mà là hành thiền vậy. Khi sơ tướng nó xuất hiện, khi mà chú tâm trên hơi thở thì ánh sáng nó sẽ xuất hiện. Khi mà ánh sáng nó xuất hiện, nếu mình tinh tấn quá thì tâm nó chạm cực mà sẽ không đắc thiền. Một người mình thấy mình có ánh sáng thì mình hoan hỉ quá, mình tinh tấn ngày đêm sớm tối hành thiền quên ăn quên ngủ, vậy là sẽ tinh tấn quá không đắc. Buông nơi tâm sẽ rơi vào giải đãi. Hoặc là một cái người mình thấy vẫn bảo ôi ta tu thế này là ta giỏi rồi, ta thế này là thành công rồi, thành tựu rồi, hoan hỉ quá. Từ ngày đấy rồi đi bắt đầu nó lại mất cái tinh tấn. À, một cái người mà hy vọng quá nó mất tinh tấn, một người mà hoan hỉ quá nó mất tinh tấn, nên thì nó sẽ rơi vào giải đãi, nó không đắc thiền. Còn một người biết rằng là thế thì mình còn phải tinh tấn, đây mới chỉ là một cái bước đầu, giống như mới chỉ là một cái cây nó mới nảy mầm, mình còn phải chăm sóc nó, mình còn phải nuôi dưỡng nó, mình còn phải phát triển nó, cho nên là mình còn phải tinh tấn, mà tinh tấn vừa vừa phải,
mình cứ để cho thời gian nó trôi đi, mình duy trì nó. Nó giống như là một cái con gà nó đẻ ra một ổ trứng. Con gà nó đẻ ra ổ trứng ấy, thì bây giờ có một cái con gà nó hấp tấp, nó cứ bảo mau đẻ đi mấy con, mau đẻ đi. Nó cứ lấy cái mỏ nó gõ, chui ra đi các con, chui ra đi. Thì làm sao? Thì chẳng mấy ngày mà cả cái ổ trứng ấy nó ung hết, nó không nở được. Cái người hành thiền đấy, suốt ngày nó đắc thiền đi, thế là nó thôi, nó lại không thành tựu được. Còn một cái con gà nó bảo, thôi thì các con vội gì phải ra sớm. Thế là cứ đi nó ăn, thỉnh thoảng nó bay về, nó ấp một tí, nó lại đi nó ăn. Thế là cuối cùng là trứng thối hết. Thế cái tu tập cũng vậy. Nếu mình mà hấp tấp quá nó cũng hỏng, mà mình mà giải đãi quá nó cũng hỏng. Mình vừa vừa, đấy là cái thiện xả. Thiện xả trong cái sự tu tập. Bài sau học tiếp đến cái phần đắc thiền nữa. Đây, dừng ở đây, nghỉ tại đây. Buổi nữa thì mới hết cái phần thiền hơi thở. Úc để kia, để dưới, để kia. Có ai kiểm tra, mọi người kiểm tra trong túi có ai rơi tiền người cổng nên gặp quân đoàn đấy. Có cái đồng tiền 500 ngàn ai rơi ra thì nên lấy lại. Người hồi hướng Idame punyam Asawa khadam Vahamutu Idame punyam Nibbanasa Tachayo Otu Mama punya bhagam Sabha satanam